á, để xem là Facebook Play hay Facebook gì bé. Vô là xe tới tấp luôn. Hello mọi người, chào Bùi Ngọc Hoàng nè. Rồi chào cả nhà nha. Chào Nguyễn Thị Ánh Huệ nè. Hello bà Vi. Chào Phượng Huỳnh nè. Chào chị Milo nha, chào mọi người nha. Lâu lắm rồi thì mấy người mỗi lần chị đến like là mấy cái tiếng của bà lại là nghe giống như là đưa cái tiếng này. Chào Nguyễn Thông. Tên là chữ. Hello Nhật Trường. Chào chị Lai nhìn nè. Rồi chào mấy chị em nhé. Hôm nay chị em đã trời ơi, tin được không? Không thể tin được. Chào Nguyễn Thanh Thị nha. Chào mấy chị. Trời ơi, tin được không? Rồi chị em nào mình đang xem. Chào chị Lan Nguyên nhé. Chị em này mình đang xem cái live stream này thì mình chia sẻ live dùm Trinh nha. Mấy ngày nay thì cả tuần nay thì Trinh bị đau live nhiều nên là bị đau họng, nhưng mà khổ nỗi là mấy chị em mà mình thân quen đó thì mình mua hàng mình không có bom hàng, nhưng mà mấy chị rảnh hán á thì có vô đây. Chắc lúc đó hán rảnh không biết làm gì hết, vô đây lựa like cho cố vô xong rồi bom xong rồi xả. Đặc biệt là hàng Phạm Thảo nha. Rồi like lựa xong xả. Đặc biệt mấy chị nhá, trên hàng bên trên mua là không có kiểm hàng nhá. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là mấy chị đã xem hàng trên like rồi, và thứ hai trên đã nói với mấy chị là hàng như nào trên đều nói hết. Mà mấy chị cứ ok cho đi hàng xong tới rồi không cho không kiểm hàng là mấy chị bom về hết. Em mệt mỏi lắm nên là mấy chị em nào mà thực sự mua hàng thì tới đi mua ha. Còn nếu như mình cảm thấy mà muốn kiểm tra hàng á thì đi ra ngoài shop mua thử hàng ngoài đó luôn cho dễ ha, chứ đừng có mua mà để người ta giao tới tận nhà rồi là bom hàng là tội nghiệp cho em lắm. Đặc biệt với lại chị nào mà cảm thấy mua chắc chắn lấy thì ok giùm em, chứ đừng có mua chứ đừng có mua xong rồi họ không lấy. Mấy chị có biết là một cục như thế này không biết là em bán. Nhiều khi chị ăn cho mấy chị không biết có lời được 50.000 trong cái cục này không, mà bom về thì em mất 100.000 tiền ship về luôn. Mà mấy chị cứ vậy hòa luôn á, em rất là mệt mỏi luôn. Like mấy chị đó, like Ly ơi. Cắt cứu em gì bé chứ. Đóng cửa lắm. Like thì rất là mệt luôn, đau họng, sốt đủ kiểu hết. Mà mấy chị mua hàng mấy chị bom hoài à, em rất là buồn luôn á. Nên là mấy chị nào mà chắc chắn mua thì mua giùm em nha. Rồi, đầu like thì em sẽ xả cái cục bom này với giá chi âm cho mấy chị ha. Rồi, hàng nói chung là mua hàng trên like, thứ nhất hàng của em thì em luôn luôn bao là nói chung là vừa đẹp mà vừa rẻ nữa, nên là mấy chị yên tâm ha. Không cần đặc biệt đâu Linh. Đây ạ. Chị Thị Mộng, Facebook là con số nhỏ. Ấp Tân Tiến, Tân Thành, Tân Hiệp, Kiên Giang. Cục hàng này 600.000 đã bom về đây, rất là mệt mỏi với chị luôn. Hàng chưa có hả hai Võ Thị ơi, chắc có lẽ là do hàng vướng thứ bảy nhật á nên là không có có. Chào Huỳnh Lâm tới nha. Rồi đây ạ, em sẽ xả đây ạ. Đầu live em sẽ xả cục bom này ha. Chị em nào đang xem live à, chào anh Tàn nhá. Chị em nào mình đang xem live stream thì chút lấy ơi, tí nữa cho cái quạt lên quạt gì vậy. Chị em nào đang xem live stream thì chia sẻ giùm Trinh nè. Một lên đơn đi rồi, Hà Minh Vũ ơi đi rồi nhá. Hậu mưa bão này hi hi. Rồi, chị em nào đang xem live stream thì chia sẻ giùm em nhé. Một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm nhé. 5 lần lên 5 hội nhóm sau đó chụp màn hình lại gửi lại cho em thì mình mới được mua hàng xả nha chị nha. Nhớ phải chụp màn hình chia sẻ lại giùm em. Em thấy rất là nhiều chị luôn á, em thấy đặc biệt rất là nhiều chị là mua hàng bên em không có chia sẻ bài giùm em một chút xíu nào hết á. Em luôn luôn nói với chị là em bán hàng rẻ cho mấy chị để tạo sự tương tác. Nên là mấy chị ơi, chị nào mà mua hàng bên em thì cố gắng chia sẻ like giùm em nhé. Chia sẻ like giùm em một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm giùm em nha. Rồi đầu like chị. Không có cái kéo ở đây mà lười lấy quá.
Trời ơi quá trời đồ đẹp luôn. Bộ Doraemon nè, áo nè, sơ mi nè. Trời ơi chị ơi, chị ơi chị, lấy cái này cho em nha. Chị ơi bỏ kia cho em nha. Chị ơi chị ơi chị ơi, toàn hàng xả không, toàn mua hàng rẻ không mà chị ơi, em bom nha, nhức đầu với em luôn. Rồi chào mấy chị nha, đây cục bom cổ trạng, sáng sớm là được ăn bom ăn mừng rồi. Rồi chị em nào đầu like thì lên mấy chị mà bom hàng đứng vô đây nha, mấy chị mà vô phá đứng vô nha. Rồi đó thì lên đó. Rồi bây giờ em sẽ la hàng bom nè. Rồi chị em đang xem livestream thì chia sẻ giùm em nhé, một lần lên trang cá nhân và 5 lần lên 5 hội nhóm, nhớ chụp màn hình lại nha. Chụp màn hình lại giùm Trinh nha, đừng nói không không nha. Chào Nguyễn đó, chào Pháp nha. Rồi đừng có nói không không nha, nhớ chụp màn hình giùm cho em nha. Bom thì em sẽ đánh siêu rẻ nha, rẻ siêu đẳng cấp luôn ha. Rồi đây nha, một bộ đồ bộ này, một bộ đồ bộ thun gu xì nha, bộ đồ bộ thun gu xì nè, hàng bom nha, 49k cho chị em nào mình đã chia sẻ like nha. Comment giùm em đã chia sẻ 49 cộng số điện thoại nè, mã là đã chia sẻ 49 cộng số điện thoại nè, em thấy chị Mai Huỳnh nha. Rồi cảm ơn Mưa Bão nha. Rồi đã chia sẻ 49 này, đã chia sẻ 49 cộng số điện thoại 49.000 cho chị em là chia sẻ like, nhớ chụp màn hình lại cho em nhé, một lần lên trang cá nhân công khai và nhiều lần lên các hội nhóm giùm em nha. 49.000 này, đã chia sẻ 49. Thấy Hoàng Mai Trần Công nha, em thấy nhá, em thấy chị Bách Hợp nè, em thấy chị Phương Nguyên nè. Rồi đã chia sẻ 49 nè, Hoàng Mai Trần Công nè. Rồi chị ơi đã chia sẻ rồi thì chụp màn hình chốt cho chị Hoàng Mai Trần Công ơi, chụp màn hình lại dùm Trinh nha, chụp màn hình đã chia sẻ lại dùm Trinh nha, chụp màn hình đã chia sẻ lại dùm Trinh nè. Khổ lắm mấy chị nghĩ coi, em bán bộ này 49.000 làm gì lấy vô được bộ này 49.000, em chấp nhận sale lỗ luôn, vậy mà mấy chị còn bom em vậy mới ghê chứ. Rồi đã chia sẻ 49 nè. Hoàng Mai Trần Công chụp màn hình lại cho em nè, chốt cho chị Hoàng Mai Trần Công 49.000 nè. Chị nào chốt được thì nhớ chụp màn hình lại, đã chia sẻ và gửi cho em nha. Áo khoác nè, co sâu nhỏ nè, 129.000 nè. Rồi 109.000 luôn nha. 109.000 này, chị nào lấy comment giùm Trinh đã chia sẻ 109 nha. Đã chia sẻ 109 cộng số điện thoại nè. Không bao giờ mua ở đâu được cái áo khoác này với giá 109.000 đâu nha, em hứa danh dự vậy luôn á. 109.000 cộng số điện thoại nè. Đã chia sẻ 109 cộng số điện thoại nè. Con sâu nhỏ với chẳng con bướm nhỏ gì đây nè. Bỏ không hàng. Rồi. Chị em nào lấy thì comment giùm Trinh nè. Đã chia sẻ 109 nè. Cái áo này là áo khoác da lộn nè, sâu với chẳng bướm. Bom hàng à, cái áo khoác này là áo khoác da lộn nha, hàng rất là đẹp luôn. Mấy chị ra ngoài shop mua cái áo này em đảm bảo với chị là phải 300 mấy nha, không bao giờ có giá mà dưới 150 luôn á, không bao giờ có giá này luôn á. 109.000 cho chị em là chia sẻ like nha, cái này hàng bom nè. 109.000 nhớ chia sẻ chụp màn hình lại giùm em nha. 109 nè. 109 nha. Một lẻ chín cộng số điện thoại nè. Một lẻ chín chốt cho mon lười này, mon lười cứ giúp cậu mon lười ơi. Da lộn size bao nhiêu hả chị? Cái đó size khoảng cỡ 55kg lại mà vừa nhá, phi size ha. Rồi áo thun thái nha mấy chị nha, áo thun thái này 45.000 nha. Áo thun thái 45.000 màu đen nè. Chị nào lấy chốt giùm em nè, tim đen nha. Tim đen 45k nha. Hàng đẹp không à, chọn hàng đẹp không à xã. Ngứa hãng. Mấy nhỏ này nó ngứa quá, nó không biết làm gì nữa. Like sấp mặt luôn á. Lựa cho cố vô xong gửi hàng đi xong bom về. Tim đen 45.000 nha, chị nào lấy.
comment giùm em nè, tim đen cộng số điện thoại này. Ai bảo Kim Châu hả? Làm tốt chị Phương Nguyên nè. Mấy cái áo này mấy chị ra shop mua không bao giờ ấy. Không bao giờ có giá này đâu, rất là đẹp luôn. Không có chị ơi, cái đó là hàng xạ chị ơi, khách bom về nha. Chứ hàng nó hết rồi hả? Rồi đây là áo sơ mi nhá, áo sơ mi 35.000 này. Áo sơ mi 35k, caro vàng nha. Cho chị em là chia sẻ like thôi ha. À 55k đổi lại nha, mau lười nha. 55k đổi lại em nha. Rồi, sơ mi này 52kg đổ lại nha, 35.000 nè. Sơ mi 52kg đổ lại 35.000. Cho chị em nào mình chia sẻ like, chị nào lấy comment giùm em sơ mi nè 35.000 cho sơ mi vàng này nha. Chị nào lấy chốt giùm em số 35 nè, 35 cho chị like nhìn nè. Rồi nhớ chị nhớ chụp màn hình lại, chia sẻ chụp màn hình lại giùm em nha. Chia sẻ giùm em một lần lên trang cá nhân mình, 5 lần lên 5 hội nhóm giùm em nha. Rồi. Sơ mi môi nha. Sơ mi môi này 39k, chị nào lấy chốt giùm em sơ mi môi này. 39k, chị nào lấy chốt giùm em mã số 39 nè. Sơ mi môi nha. Cái này là em đang like hàng bao nha mấy chị nha. Nên là chị em nào mình đang xem like nhớ chia sẻ giùm em. Mình lấy về mặt người trước sau đó. Lấy giùm em này, chia sẻ giùm em một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm nha. 39.000 nha. Không đâu, bán cái áo sơ mi này bây giờ 39.000 nha. Hello Thang Nguyên nè. Rồi chị nào đã chia sẻ like thì mua được mua áo này bây giờ 39.000 nha. Comment giùm em nè. Sơ mi môi này 39k nè. Vậy mà nó còn xả về nữa chứ. Set nè, xả set cho mấy chị luôn là set trong bom nha, em xả hết cái lô bom này nữa nha. Rồi, set heo nè. Set size L nha, set heo size L nè. Set heo size L 49.000, chị nào lấy thì comment giùm em set 49 nha. L 49 49.000 nha. Set L 49 49.000 nè, một cái áo thun với một cái chân váy kaki rất là đẹp nha, 49.000 size L nha. Chị nào lấy chốt thì em mã số là L49 nha. Chị em nào mình chia sẻ like thì mình mới được mua cái giá này ha. Comment giùm em L49 nè. Comment giùm em L49 49.000 nha. L49 nè. L49 chốt cho chị like nhìn nè. Chia sẻ like chụp màn hình lại giùm em nha. Cái này em lấy vô cũng không được giá 49.000 đâu, nên là mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em nhé. Chia sẻ like nhớ chụp màn hình lại giùm em nè. Chia sẻ like chụp màn hình lại giùm em nè. Áo thun Gucci hình gấu quá dễ thương luôn, 39.000 luôn. Chị nào lấy comment giùm em gấu 39 nè. Thấy ánh phụ nha. Comment giùm em gấu 39 nha. Chia sẻ like giùm em đi mấy chị ơi. Chia sẻ like tạo tương tác giùm em nha. Comment giùm em gấu 39.000 nè. Thun Gucci nè. Comment giùm em gấu 39 nha. Comment giùm em mã gấu 39 nè. Gấu 39 nhớ chụp màn hình lại giùm em nha. Này 55.000 này. Em xả 39.000 nhá. Xả bom 39.000 cho hết nè. Chị nào lấy comment giùm em gấu nè. Gấu 39 39k nha. Cái này khoảng cỡ 48kg mặc vừa thôi nha. Thấy hàng Mai Trần Cường nhá. Hàng Mai Trần Cường bình luận sau á. Comment giùm em gấu 39 nè. Còn nha, ánh phụng nha. Rồi chị nào lấy comment nhà em gấu 39 nha. Gấu 39 cho bà Vy Nguyên nè. Rồi còn một bộ đồ bộ của cái hàng bom đó luôn nè. Bộ Doraemon nha. Bộ Doraemon nè. Chị nào mà không chia sẻ like á, em chốt xong chị nào không chia sẻ like thì em xả hàng nha. Tại vì cái này em chỉ bán cho những chị chia sẻ like thôi. Còn nha ánh phụng nha, còn nha xíu nữa chị lên nha. Rồi bộ này Doraemon 69.000 nha. Doraemon này KT Thái 69.000 màu xám rất là dễ thương luôn nhá. Chị nào lấy chốt giùm em mã Doraemon 69.000 nè.
Mấy chị ơi chia sẻ like giùm em nhé, chia sẻ like giùm em thì mới được mua giá này nha. Chia sẻ like giùm em một lần lên trang cá nhân và 5 lần lên 5 hội nhóm nha. Comment giùm em nè, Doraemon nè. Chị Quyên Nguyễn ơi chia sẻ like cho em nha. Chia sẻ like chụp màn hình cho em nha. Chốt bộ cho Quyên Nguyễn 69.000 nè. Chia sẻ like giùm em nha. Chị nào mà được em chốt hàng hàng bom thì nhớ chia sẻ like và chụp màn hình lại cho em nhé. Rồi còn cục nữa nè. Mẹ mua hàng đã chụp màn hình cho coi rồi. Đã chụp trong tin nhắn cho coi đồ rồi. Tới bưu điện đã bảo là không được xem hàng trước rồi. Muốn xem hàng trước đi ra ngoài shop mà mua. Mua hàng rẻ mà đòi nhiều chuyện nữa. Tin tưởng thì mua, không tin tưởng thì đừng coi, mua, like mua nha mấy chị nha. Hàng em bán chưa một chị em nào mà phàn nàn hết á. Chưa một chị nào mà phàn nàn về hàng của em hết á. Để em cho hàng đi rồi trả hàng về. Một cục hàng như vậy họ mất 100.000 tiền ship của em á. Nên là mấy chị mua hàng có tâm giúp em xíu nha. Rồi đây ạ, cái này 60kg mà cũng vừa nè. Cao 1m57 60kg mà cũng vừa nha. Rồi áo tim đỏ nè. Áo tim đỏ được, chia sẻ dùm trên 10 nhóm nhé. Chị nào không chia sẻ lên trang cá nhân được thì chia sẻ dùm trên 10 nhóm, nhớ chụp màn hình lại dùm trên nha. Chia sẻ lên nhóm chụp màn hình lại dùm trên luôn ha. Rồi áo tim đỏ 45.000, chị nào lấy chốt dùm em tim đỏ nè, 45.000 nè. Áo thun thái nha mấy chị nha. Áo thun này mấy chị mua ngoài shop phải 100 mấy á. Chị Thủy Bích Hà Nội nè. Mua hàng không có tâm gì hết. 45.000 tim đỏ nha, tim đỏ 45.000 nha, 60kg đổi lại mặc vừa nè. 45.000 áo thun thái nha. Chút chị like nhìn nè. Hôm nay mạng của chị mặn vậy. Rồi trời ơi. Một cái váy nha mấy chị nha. Một cái váy nè. Một cái váy tim nha, 55.000 nha. Váy tim nè. Chị Huyền Thanh Trần ơi. Chị Huyền Thanh Trần ơi, em thấy chị chặn Facebook của em á. Em thấy không có nhắn tin cho chị được, không biết là hàng hôm bữa chị có lấy hay không. Comment giùm em váy bò 55.000 nè. Váy bò 55.000 nè. Em nhắn tin cho chị không được, không biết là chị có chặn Facebook của em hay không, mà em thấy chị có chặn Facebook của em nhá. Nếu mà chị lấy hàng hôm bữa thì chị vô nhắn tin lại giùm em nha. Chứ tại vì không biết là chị nhận được hàng hay chưa, mà em thấy chị chặn Facebook em, nên là chị vô mở Facebook với lại nhắn tin cho em thì mới lên chọn hàng tiếp nha. Nên em sợ bom hàng lắm rồi, nhiều chị bom hàng quá sức luôn. Comment cho em váy bò nè. Váy bò chốt cho chị Nguyễn Cưng nè. Chị Nguyễn Cưng ơi, lên số điện thoại lại dùm chân đi chị Nguyễn Cưng ơi. Chị hôm bữa còn một cái váy của bên em nữa. Chị còn một cái váy nữa 55.000. Nguyễn Cưng lên số lại dùm em nha. Hết rồi. Ủa, nãy giờ chốt cái này chưa ta? Chưa chốt cái tim đỏ hả? Ôi chốt rồi mà. Chưa thấy chốt mà. Chưa thấy nói cái tim đỏ thì mới mở ra thôi. Tim đỏ kia, hình như chốt rồi đúng không? Còn tim đỏ là tim đỏ này, cái gì đấy đỏ, đỏ này nè. Cái tim đỏ đó chưa chốt. Tim đỏ chốt cho Thang Nguyên đi, thấy Thang Nguyên. Không chị ơi, em vô Facebook của chị em nhắn tin chị không được, em mới nói á. Còn cái tim đỏ chốt cho bé Thang Nguyên nha. Em vô Facebook chị em không nhắn tin với chị được nên là em mới nói chị, chứ không tự nhiên em đâu, không không mà em nói chị đâu. Chị nhận được cái hàng cũ chưa? Chị chưa nhận được hàng luôn hả? Sao kỳ quá vậy? Hôm nay thì em có bông tai 19. Hôm nay thì em... Chị, giờ đi luôn hả? Có chưa? Có rồi. Nhưng mà có một bịch rồi. Bé này nó bảo là từ từ. Ừ, thì có bịch nào đưa bịch đó. Trong phòng có chị đào cái bịch... trong cái bịch mai hương á. Rồi em có, hôm nay em có bông tai 19k nữa. Có chị em nào mình muốn mua bông tai thì mình comment ha. Rồi bây giờ em like xong hàng xạ rồi thì bây giờ em ở phía dưới Đăng Nông nè. Em like xong hàng xạ rồi, hàng bom rồi thì bây giờ nha, chị em nào mà mình mua bông tai thì khoảng cỡ
10 giờ rưỡi thì em sẽ lên bonfire mượt đồng giá 19k nhé. Rồi bây giờ em sẽ lên đồ trước ha. Rồi giờ em lên hàng xả trước nha. Rồi quần đùi nè. Quần đùi nha. Quần đùi trắng nha. 60k size S nè. Chị nào lấy comment giùm em S60 nè. Comment giùm em S60 nè. S60 nha, 60.000 nè. Cái nhìn bao nhiêu mỹ nguyệt ơi? S60 60.000, chị nào lấy comment giùm em S60 nè. S60 60k nha. Chị em là đang xem livestream thì chia sẻ like giùm Trinh nha, chia sẻ like giùm Trinh nhé. Khoảng cỡ 10 rưỡi Trinh sẽ lên bông tai đồng giá 19.000 cho mấy chị mua ha. Trinh sẽ lên bông tai mình. Đây nè chị, có địa chỉ trong đó rồi ạ. Địa chỉ số điện thoại luôn. Bông tai đồng giá 19.000 cho mấy chị em mua ha. Giờ em like đồ trước một xíu ha. Like xả trước xíu đồ nha. Bao nhiêu chị? 10k nè. Chị nào lấy comment giùm em mã 10k. 25 chị đầu dạ. Đây chị. Chị ơi, cầm em. Chị bảo câu, chị bảo Châu khách cũ phỏng chị. S60 cho chị Đạo Châu này. Bảo Châu lên số lại giùm em rồi. Sơ mi 10k. Chị em nào chị em nào đang xem thì nhớ chia sẻ like giùm em nhé. Chia sẻ like giùm em mới được mua cái giá này ha. 10k. cộng số điện thoại nha mấy chị nha, không có số điện thoại em không chốt nha. Nhớ phải chia sẻ màn hình giùm em nhé, chia sẻ like giùm em nha. Rồi áo thun form rộng nè. Áo thun form rộng 35.000. Em còn hàng đợt trước chưa phải gửi phóng ấy. Chưa gửi đâu bé ơi, chưa gửi đâu. Chị nào lấy comment giùm em nè, 35 nhá, full form rộng 35.000 nè. Full Quảng Châu nhá. Chị nào lấy thì chốt giùm em mã 35 nè, 35 35.000 nha. 35 35.000 nè, 10k chốt chị sẽ like nhìn nè. 35 35.000. Có gì mai có không gọi hả? 35 35.000 nha. Ok, thấy số Bảo Châu rồi nè. Rồi chị nào lấy chốt dùm trên mã 35 35.000 nhé, không Quảng Châu nhé. Nữa. Áo mẹt vai nhé. Áo mẹt vai này 55kg, 60kg đổ lại nhá. Ở đây nó nhún nhá. Dạng như là Mỹ Nguyệt ơi, không chia sẻ bán như chị Mỹ Nguyệt ơi. Ý là tạo tương tác nên là những chị nào mua hàng thì chia sẻ giùm Trinh nhá. Một lần lên trang cá nhân và nhiều lần lên các 5 lần lên 5 hội nhóm giùm Trinh nhá. Không chia sẻ thì sẽ cộng thêm 5.000 hoặc là 10.000. Rồi áo mệt vai nhá, áo mệt gai 19k nè. Chị nào lấy thì comment giùm em mã 19 19.000 nha. Mã 19 19.000 này. Ủa cái áo thun Quảng Châu 35.000 đẹp vậy mà không thấy chị nào lấy ha. Áo thun form dấu quần á. Rồi 19 19k nha, chị nào lấy thì chốt giùm trên mã 19 nè. Chốt giùm trên mã 19 19.000 nha. Chân váy size L nha, chân váy size L nè. Chân váy màu bò size L nha, rất là đẹp nha. Chân váy này có quần bên trong luôn ha. Cái áo hoa bao nhiêu một cái vậy? Shop Châu Thu ơi, chia sẻ like thì mua được áo đó với giá 19.000 nha. Chia sẻ like thì mua áo đó với giá 19.000 nha Châu Thu nha. Rồi đấy ạ. Váy bò nha mấy chị nha, váy bò bên trong có quần luôn. Bên trong có quần luôn, 49k nha. 49k nhé, chị nào lấy thì comment giùm em L49 này, có size L. Với lại hai cái size L luôn ha. L49 này, cảm ơn Bùi Tuyết nha.
L49 em có hai cái này, size L49.000 nhá, màu bò nha. Vải cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị, vải rất là đẹp luôn á. Vải giống như là vải váy L nha, chốt cho Trâm Lê là 49.000 nhá. Chia sẻ like giùm Trâm với nha. Mấy chị chia sẻ like giùm em với nha. Bây giờ bịt bông tai là sẽ nổ quăng Trâm Lê nè. Cố gắng chọn hai phẩm để đi hàng ha mấy chị ha. Trâm Lê này 49.000 nha, size L nha. Bốn mươi chín ngàn nha. Hello anh Phúc. Rồi em còn một cái 49k nữa nhá, em còn một cái 49k này. Mấy chị nhận hàng này về đảm bảo ưng luôn ha, rất là đẹp luôn này mấy chị ơi. Vải cực kỳ đẹp nha, vải rất là đẹp luôn. 49.000 không bao giờ mua được giá này ha. Chị Châu Thu ơi, chia sẻ like giùm em với nhé chị nhá. Chia sẻ like giùm em với chị Châu Thu nha. Với lại chị ơi, nhớ mua nhá, đơn trên 100.000 em đi hàng nha chị nhá. Chốt cho chị Châu Thu nè. Có 48kg không hả? Huỳnh Hoa ơi, cái size L này chắc 48kg cũng vừa đó. Mấy bạn ơi, đừng có hỏi là không chia sẻ mua bao nhiêu. Nếu mà thật sự á, có tâm thì chia sẻ dùm Trinh ha. Đừng có hỏi chị ơi, không chia sẻ mua giá bao nhiêu. Thật sự Trinh cũng không biết phải nói làm sao nữa. Nhưng mà nói chung là Trinh muốn tạo sự tương tác cho cả nhà, nên là Trinh sẽ bán hàng với giá rẻ nè. Rồi Trinh mong muốn là mấy chị chia sẻ cho Trinh để được nhiều người xem, rồi nhiều người biết tới hàng của Trinh thôi. Thực ra rất là nhiều chị khách hàng rất là dễ thương, vô không cần Trinh phải nói cũng tự chia sẻ cho Trinh rồi. Tại vì mấy chị đó đã mua hàng của bên Trinh rồi, đã tin tưởng. Thứ nhất là hàng đẹp, và thứ hai là hàng giá rẻ nữa. Nên là chị nào, nói chung là chị nào có tâm thì chia sẻ dùm Trinh thôi, chứ đừng có hỏi quá nhiều về vấn đề là chị ơi không chia sẻ thì giá bao nhiêu, chia sẻ thì giá bao nhiêu ha. Rồi Vi Dương ơi, lên số điện thoại giùm em để chốt cái quần đó nha. Cảm ơn Huỳnh Hoa nhá. Chia sẻ để chốt cái quần đó nhá. Cái size L này thì khoảng cỡ size L khoảng cỡ 52kg đổ lại mặc vừa nhá. Vi Dương lên số điện thoại để chốt quần 49 nha. Thực ra em tạo sự tương tác cho cả nhà mình thôi. Nếu mà chị không chia sẻ cho em thì nếu mà chị cảm thấy đồ đẹp thì mấy chị cứ thử mua. Nếu mà ưng thì hôm sau quay lại mình chia sẻ dùm Trinh thôi ha. Rồi chị em nào mình mới xem like thì chia sẻ dùm Trinh nhé. Vi Dương lên số nha. Thấy người vô hình nha. Vi Dương nè. Vi Dương lên số dùm Trinh để chốt cái váy nha. Mấy chị ơi ráng chọn đơn trên 100.000 thì em mới ship hàng nhé. Rồi lên set nè, bắt đầu lên set nha. Lên set đồ cho mấy chị nha. Rồi chị em nào mình đang xem live. Đang xem live thì chia sẻ live cho em nha. Wow. Một cái áo thun rất là dễ thương. Một cái áo thun nè, đó, tay có theo hoa luôn mấy chị nha. Áo thun nè. Vải rất là đẹp luôn. Và một cái quần jean nha. Một cái quần jean đùi nè. Rồi thấy Sơn Thoại Vi Dương rồi nhá. Bạn ráng chọn thêm phẩm để đủ đi đơn nha. Rồi, áo thun tay dài này rất là đẹp luôn. Cậu một cái quần nhá, một cái quần rin nè, đó có mèo Lucy nè, đó có mèo, có bà mèo ở đây nữa nè. Size M nha, size M này. Rồi set M nha, set M quần rin nha. Rồi nguyên set này em bán cho mấy chị với giá 75.000 nhá. Chị nào lấy thì comment giùm Trinh này, set 75 quá rẻ luôn ha. Nguyên set như thế này có 75.000 thôi. Quần rin rất là đẹp luôn nhá. Size M nhá, chị em nào mình mặc size M thì mình chốt size này giùm Trinh nha. Comment giùm Trinh nhá, set 75.000 này. Quá rẻ luôn ha. Vải bao đẹp cho mấy chị luôn nhá. Set 75.000 nè. Bữa giờ em không có bán nên lần nay em quay lại em sẽ bán hàng rẻ trên cho mấy chị nha. Rồi set 75 nè. Chị nào lấy comment giùm Trinh set 75 size M nha mấy chị nha. Nhớ nhá, size M nè. Những chị em nào mà như ví dụ như set em nói sai, chị em nào ở nhà mình mặc size M thì mình lấy size M, mặc size L lấy size L, mặc size S lấy size S nhá. Cho nó dễ nhá. Chứ tại vì nhắm ký thì nhiều khi em nhắm không có đúng nữa, tại vì chiều cao cân nặng nữa ha. Rồi set size M nè, chị nào lấy comment giùm em set M cộng số điện thoại nha. 75.000 quá rẻ luôn ha. Set M cộng số điện thoại nè. Comment giùm em set M cộng số điện thoại nha. Ồ đây có một size nữa nè. Có size S nữa nha mấy chị nha. Chị nào lấy set M comment giùm em set M, chị nào lấy set S comment giùm em set S, nhớ cộng số điện thoại giùm Trinh nè. Cộng số điện thoại giùm Trinh nhá. Rồi đây set S nha, dễ thương chưa? Bà mèo này dễ thương, rất là dễ thương luôn. Rồi lấy set M comment giùm em set M, mà lấy set S thì comment giùm em set S nha. Comment giùm em set M hoặc set S. Phương Thảo ơi, lên số điện thoại giùm Trinh. Phương Thảo ơi, comment size giùm Trinh mấy chị ơi, comment size giùm Trinh nè. Comment set S hoặc set M, nhớ cộng số điện thoại giùm Trinh nhá. Không có số điện thoại Trinh sẽ không chốt được ha.
Set S này 75.000, set M 75.000 luôn. Comment set S hoặc set M cộng số điện thoại trên với. Mấy chị comment size giùm em ấy nhá. Rồi, một set quần đùi quá đẹp luôn. Này set quần đùi nè. Đó, quần đùi jean màu đen ha, quần đùi jean màu đen nè. Quần đùi jean màu đen nha. Quần này thì không có co giãn nhá, không có co giãn nha, size M này. Quần này khoảng cỡ 45 kg vừa thôi nha. Khoảng cỡ 45 46 kg vừa thôi nha. Phương Thảo ơi lên số giùm em nhá. Video ơi lên set một size gì nha. Mấy chị ơi, mạng có bị lag không? Chị Phương Nguyên nè, em chốt chị Phương Nguyên set M này. Chị Phương Nguyên đã có đơn này nè. Nhận được đơn tiếp cho chị ơi. Set S cho chị bắt hợp nè. Hết rồi chị ơi. Bắt hợp ơi, chị lên số giùm em với nha. Lên số giùm em với nha. Rồi set nữa nè, quá dễ thương luôn. Một cái áo thun sập này, áo thun sập này mặc bao đẹp luôn ha. Một cái áo thun sập với lại một cái quần đùi nha. Rồi set này size S luôn nha mấy chị. À, size M nhưng mà cái set này hơi nhỏ, khoảng cỡ 45-46 kg vừa thôi nha. Rồi set này cũng 75.000 luôn nha. Comment giùm em nè, set ring này quá đẹp luôn. Một cái quần ring nhá. Mua quần ring này ngoài chợ cũng đã nhận lâu rồi hả? Mua quần ring này ngoài chợ cũng đã 80.000 rồi mà nguyên set như thế này có 75.000 thôi. Set quần đen đó đổi áo trắng 35 kg được không? Không được chị vừa tiết ơi, cái áo trắng 35.000 là áo riêng nhá. Còn này là nguyên set không đổi nha mấy chị nha. Em đi lấy set ngoài chợ, em đi lấy set ngoài chỗ người ta bán em cũng đâu được đổi đâu. Rồi set 75.000 nè Phương Thảo ơi, nãy giờ xin số điện thoại mãi mà không thấy trả lời. Chị chốt cho người khác rồi nha. Mấy chị ơi nhớ phải kèm theo số điện thoại sau, không là chốt cho người khác thì rất là tiếc ha. Em thấy số điện thoại chị bắt hợp rồi. Rồi comment giùm em nè, set quần 75 nè. Nhớ phải cho số điện thoại liền nha mấy chị nha. Cho số điện thoại liền để nó chốt, đừng có để sau quá. Không có set size to nha mấy chị, em nhiều set lắm. Rồi áo màu vàng nè, áo màu vàng 10k nè. Dạ cảm ơn Xuân Phạm ạ. Rồi áo màu vàng 10.000 nhé. Wow. Chị em là chia sẻ like thì mua áo này với giá 10.000 nè. Đó, chị comment giùm em vàng 10 nha. Ban cái cho lên view ha. Vàng 10 nè, 10k ha. Đâu ra mua được cái áo này 10k chị ơi. Rồi vàng 10 nha, vàng 10 10.000 nha. Vàng 10 10k nè. Rồi em còn cái quần jean dài nè. Quần jean dài này đẹp lắm. Chị lấy set đen hả? Set đen chị Bảo Châu. Đâu rồi ta? Set S hả Bảo Châu ơi? Chị lấy set S hả? Rồi cho chị Bảo Châu này 75.000 nè. Rồi một cái quần đùi ring nha. Wow. Lộn. Vàng cho chị Bùi Tuyết nè. Chị ơi ráng chọn đủ đơn trên 100.000 đi hàng nha. Bùi Tuyết nè. Quần què nha chị ơi. Quần này gọi là quần què. Bùi Tuyết nè. Chia sẻ like dùm trên đấy nha chị nha. Rồi quần què nha mấy chị nha. Quần này rất là đẹp luôn nè. Đằng sau nè thấy đẹp không? Nhưng mà chị em nào mà mình ăn chơi một chút xíu, chị em nào mà mình quậy quậy chút. Hello Minh Ca. Lần đầu thấy vô qua like luôn mà bị phát hiện nè. Rồi quần què nha. Đó, quần què nha, rất là đẹp luôn ha. Rất là lồng lộ luôn. Mấy chị nào mà dạng như mà mình mặc cái quần này với lại mấy cái giày thể thao đồ đi chụp hình rất là chất luôn á. Mặc thêm cái áo sơ mi trắng, áo thun trắng bình thường thôi, bao đẹp luôn ha. Rồi quần em bán cho mấy chị này 59k nha, 59k này. Chế nào lấy comment giùm em quần 59 size M nha. Size M nha. Như cái vậy chị hả Dung Nguyên? Rồi comment giùm Trinh nha. M59 nè. Quần size M59.000, comment giùm em M59. Quá là quần quại luôn á. M59 em phải lấy cái mặc mới được. Em lấy một cái mặc đi chụp hình cũng được. M59 59.000 nha. Comment giùm em size M59 59.000 nè. M59 59.000 nha. Em có nói giá nha chị. Em có nói giá nha. Thôi chế nào mới vô xem like nhớ chia sẻ like giùm em nha. Wow, xét gì đây dễ thương quá à. Trời ơi, cưng chưa.
cho một cái quần đùi nha mấy chị nha. Một cái quần đùi vải dù á, một cái quần đùi vải dù này, có mát này, siêu xịn luôn. Trời ơi set đẹp quá. Em coi set này size gì nha. Cái set này thì khoảng cỡ 52 cái đổi lại mặc vừa. Không có thêm crop top nha chị ơi, không có nha. Rồi nguyên set nha, set quần trắng áo trắng này, cái quần này dễ thương cực kỳ luôn. Wow, áo cũng thấy cưng chưa? Áo dễ thương lắm. Áo với quần này. Nguyên set nha. Nguyên set này mấy chị nè, thấy đẹp không? Dễ thương không? Rất là dễ thương luôn nha. Đó, set quần dù nha. Set quần thun dù này, cái quần này đẹp lắm nha. 75 ngàn luôn nè. 75k luôn, 52 cái độ lại mặc vừa. Cái quần rất là dễ thương, rất là thể thao luôn nha. Đó, 75 ngàn luôn nhé. Khoảng cỡ 52 cái độ lại về vừa này. Chị nào lấy comment cho em set nè. Set 75 nha. Comment cho em set 75. 52 cái độ lại mặc vừa thôi nha. Comment cho em set 75, comment mã giúp em nha. Comment mã giúp em để khỏi lộn đồ của mình nha mấy chị nha. Comment mã cộng số điện thoại giúp em để khỏi lộn đồ này. 75 ngàn nha. Comment cho em set 75 này. Ồ, set này nó có màu đen nữa. Set này có màu đen nữa nè mấy chị. Màu đen quần khác áo khác này. Trời dễ thương quá. Set 75 này, lên số điện thoại giùm em với. Lên số điện thoại giùm em với, set 75 giùm em nha. Trời ơi, có màu đen cưng chưa? Comment giùm em nè, màu đen dễ thương quá. Comment giùm em set đen nè. Set đen nha, set đen. Comment đúng mã giùm em nha. Thảo Linh ơi, lên số Thảo Linh ơi. Comment đúng mã giùm em với chị ơi. Set 75 nè. Set 75 Thảo Linh comment đúng set 75 nè. Thảo Linh comment đúng set 75 mà không có số điện thoại nha, comment số điện thoại lên nè. Comment cho em set đen này 75.000, trời set đen quá dễ thương luôn. Thảo Linh không lên số chị không chốt nữa nha. Lên số cho em mấy chị ơi. Mấy chị nào mà có đơn rồi thì ghi chữ dồn, mấy chị nào mà không lên số là em không set nữa nha. Không chốt nữa đâu. Ráng lên số giúp em để em nhắc hoài luôn. Set đen chốt cho Thang Nguyên nè. Set đen chốt cho Thang Nguyên nè. Set 75 chốt cho chị. Set 75 chốt chị Bùi Tuyết nè. Chị Bùi Tuyết, em ở cư trú Đắk Nông nha mấy chị ơi. Ở cư trú Đắk Nông nè, chốt cho chị Bùi Tuyết nè. Bùi Tuyết này có đơn rồi phải không chị ơi? Chị nào có đơn thì ghi giùm em chữ nhờ dồn nha. Còn không có đơn thì nhớ em nhắn lại giùm em thôi. Chị nào có đơn thì ghi giùm em chữ dồn. Còn chị nào không có đơn thì nhớ cho em số điện thoại nha. Không cho số điện thoại em không chốt nha mấy chị nha. Nhớ cho số điện thoại em chốt được chứ không có số điện thoại em không chốt nha. Rồi chị nào trước thì em chốt trước nha. Chị bắt hợp sau rồi chị ơi. Sau rồi chị. Chị để cho em 75 đen rồi nha, trắng chị để cho chị bắt nó chị Bùi Tuyết rồi. Rồi set 75 nữa nè mấy chị ơi. Một cái áo thỏ, một cái chân váy von rất là dễ thương siêu cưng luôn. Set 75 nó còn không? Để xem tí còn nữa không nha. Rồi, một áo thỏ này, áo thỏ vỏ van vải von mỏng này. Và một cái von này, váy von này rất là dễ thương nha. Rồi set này cũng 75 ngàn, comment giùm em set xanh nha. Set xanh này, set xanh 75 ngàn cộng với số điện thoại, comment đúng mã giúp em nhé, không là em chốt lộn đồ đó. Không comment đúng mã là em chốt lộn đồ mất công ha. Comment giúp em set xanh này. Set xanh khoảng cỡ 53kg mặc vừa nha, 53kg đổ lại mặc vừa nha. Set xanh nha. Comment giúp em mã set xanh này. Set xanh cộng số điện thoại nha, 75 ngàn quá đẹp luôn. Quá đẹp cho cái set xanh đó luôn nha. Comment giúp em set xanh này. Bộ này dễ thương chưa nè. Bộ rất là dễ thương nha. Bộ siêu cưng luôn. Bộ vàng này 69.000 KT Thái nha. KT Thái 69k này. Em xả cho nó hết luôn ha. 69k này, bộ vàng dễ thương lắm, mặc rất là trắng da luôn nhé. 55kg đổi lại mặc vừa nha. Chốt giùm em mã bộ vàng này. Bộ 69 này, bộ vàng 69 này. Bộ vàng 69 69.000 nha. Chốt giùm em mã bộ vàng 69 69.000 này. Bộ vàng nha, 69 69k chốt đi rồi. Lấy gì vậy? Bộ vàng 69 69.000 nha.
Dạ chị ơi, tự chọn thêm nha. Cảm ơn bà nha. Vàng chốt cho chị Phương Nguyên nè. Vàng 6 thì em chốt cho chị Phương Nguyên nè. Em chốt cho chị Phương Nguyên nè. Phương Nguyên nó ráng chọn đơn cho đủ đơn đi nha chị nha. Phương Nguyên 641 nè. Có hai Phương Nguyên nha. Chị Phương Nguyên tới chậm nữa, nhớ ghi giùm em Phương Nguyên 641 nha, mã cộng với đôi số đuôi nè. Rồi chốt cho chị Vi Thảo nè. Vàng có hai bộ nha. Còn nhiều set đẹp lắm chị Bách Hợp ơi. Còn nhiều set đẹp lắm. Set này đẹp nè. Set này rất đẹp luôn. Siêu xịn luôn á. Một cái chân váy da nha mấy chị nha. Một cái quần váy nè. Set em đang mặc còn chị ơi. Set em đang mặc 75 ngàn luôn nhá. Set em đang mặc 75 ngàn 52 kg đổ xuống mặc vừa nha. 52, 53, thứ cao nó 6 mặc vừa nha. Rồi set này rất đẹp luôn nè. Nhìn nó ghi số 12 mà em không biết là số 12 là size gì, size L á. Chốt cho Vi Thảo rồi nha, size L nha. Cái là quần đùi nha, quần đùi đằng trước giả váy nè. Set nha, quần đùi này là quần đùi da nha chị nha. Set này đẹp cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà này size L nha, 55kg mặc vừa á. 55kg mặc vừa, còn chị nào ổn hơn là mặc hơi bị rộng. Đó, một cái áo siêu cân luôn. Cái áo rất là đẹp luôn nha. Set nha, set quần váy, chân váy da nè. Rồi set này 85 ngàn, chị nào lấy thì comment giùm em set 85 nè. Chân váy da, mà chân váy da này da mềm nha, rất là mềm luôn. Set 85 size L nha. Size L 55kg mặc vừa nha mấy chị nha. 55-56kg mặc vừa nè. Đằng sau là quần nha. Đó, đằng sau là quần đùi đằng trước nè. Set 85 nha. Comment giùm em set 85 nè. Để em xem có size nhỏ hơn không nha. Cái này size lớn không à. Size L không à mấy chị. Set 85 ngàn nè. Set 85 này đẹp lắm. Chân váy da quá đẹp luôn. Đây có size M nè. Có size M nha. Chốt chị Huệ Cẩm nè. Huệ Cẩm nha. Có một cái size M áo đỏ nha. Size M là áo thun màu đỏ nè. Cái này quá đẹp luôn á. Huệ Cẩm nè, Vi Dương nè. Không có nha. Eo 80 hả chị Phương Nguyên? Eo 80 vừa nhưng mà hết rồi. Cho chị Huệ Cẩm nè. Cho chị Huệ Cẩm một set nè. Chị Vi Dương một set nè. Còn nhiều set đẹp lắm anh chị ơi. 85 ngàn nha. Chị Vi Dương này 85 ngàn luôn nè. Em còn có set size M nè. Size M áo đỏ chốt cho người vô hình nè. Người vô hình, hello chị Dung Trần. Ok size L. Em xin lỗi. Chị Cao Lương kiều lên hả? Bông tai đâu hả? Chưa lên, 10 rưỡi lên bông tai nhá. Lăn chân nhất. Ừ chị làm bán riêng cho chị đấy mời. Người vô hình ơi, chia sẻ màn hình, chia sẻ like trên đấy nha. Người vô hình là 85 ngàn. Cao luôn Thừa Lan ơi, sao rồi? Để trên coi còn không nha. Cái đó là nguyên set nha. Rồi set gì đây, em xem set gì đây nha. Wow. Set này set dạ nha. Một cái áo nè, một cái chân váy nè và một cái áo. Trời dễ thương á. Nhưng mà cái này chị em nào mà ở xứ lạnh á, chị em nào mà ở nơi có xứ lạnh á thì mình mua set này nha. Cái này là set dạ.
Ok ok cảm ơn nha. Đây nha, set dạ này. Trời ơi đẹp chưa? Set dạ nha, một cái áo này, một cái áo tay dài nha. Và một cái chân váy xòe nè. Em coi size gì nha. Size S nhưng mà em nghĩ là này size L mặc vừa thôi, size S mà bự quá trời bự luôn. Cái set này khoảng cỡ 48 kg mặc vừa nha. 48 cái eo nó hơi nhỏ nhỉ. Em nghĩ là set này khoảng cỡ 47 kg đổ lại mặc vừa. Là sao nhiều đồ. Trời ơi, đồ chị chọn mà với lại trừ cái đơn hôm bữa của chị ra nữa. Set này 47 kg đổ lại mặc vừa thôi nha, 47 kg cao mét 6 mặc vừa thôi nè, ghi size S nè. Ghi size S nè. Rồi chị nào lấy comment giúp em set S nha. Set S nha. Set S này vải dạ rất là đẹp luôn, set này quá lạ độc đẹp luôn, có một set duy nhất thôi nhá. Rồi set này 79.000, chị nào lấy comment giúp em set 79 nè. Set 79 nè. 79.000 nè, chị nào lấy comment giúp em set 79. Có chị nào thích lên bông tai nè. Set 79 nha. Mấy chị hỏi bông tai đúng không? Em lên bông tai 15 phút nha. Comment giúp em set 79 mà giờ chưa có bịch để được bông tai nè. Bye bye. Lấy giùm chị mẹ em mấy cái bịch da u của mẹ em. Set 79 size S nha, comment kèm với số điện thoại giùm em nha. Nhóc con ơi, lên số điện thoại nhóc con ạ. Nhiều lên. Cái bịch đựng da u á. Nói boy sao khó. Sao boy không có hiểu gì hết vậy. Rồi mấy chị muốn lên bông tai, lên bông tai đồng giá 19k nha. Rồi chị nào ghim giùm em nè, bông tai đồng giá 19k nè. Bông tai đồng giá 19k. Lên set đi em. Em lên bông tai 15 phút xong lên set nha. Chuối vô hả? Giải trí phụ kiện 15 phút nha. Giải trí phụ kiện 15 phút nha. Xong rồi em lên tiếp tục lên đồ nè. Chắc hôm nào phải mời bạn khác đi nhậu thôi. Kiểu nào cũng có hết chị ơi. Bông tai đồng giá 19k nha. Cảm ơn Phát nha, hôm nào mình Phát đi nhậu nha. Bông tai đồng giá 19k lăn chân nha. Rồi, số 1 nè. Mã 1 nè, bán bông tai với làm gì trời. Mã 1, không biết đựng vừa không. Mã 1 nha, 19k quá dễ thương luôn. Chị nào lấy comment giùm em mã số 1 nha. Vừa chết liền luôn. Mã 1 nè. Mã số 1 nha, 19k. Vừa. Bông tai thái đồng giá 19k nha. Quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Mang họ hứa luôn. Đâu bán bông tai này với giá 19k. Nhớ chia sẻ mạnh cho em cho em nha mấy chị nha. Chia sẻ mạnh giùm em nha. Bông tai đồng giá 19k này quá đẹp luôn. Em bán một chút xíu bông tai cho mấy chị ha. Để mấy chị đeo phụ kiện với đồ này. Mã số 1 nha. Đó. Mã số 1 nè. Chốt cho bà Vi Nguyên nè. Nói nhỏ thôi. Mã số 1 19k nè. Bông tai này line nó hơi rối chút xíu. Rồi mã số 2 nè, thấy cưng chưa? Mã số 2 nha. Mã số 2 nè. Em like 15 phút thôi nha. Mã số 2 nè. Mã số 2 nha, 19k nè. Chia sẻ like giùm em nha mấy chế. Mã số 2 nha. Chị một đôi số 1 hả? Rồi em chốt chị Dung Trần nè. Mấy đôi này em nói chị, mấy chị làm ở ngoài đẹp hơn trong like nhiều. Bởi vì ở ngoài nó rất là sáng luôn. Số 2 cho chị Dung Trần nè. 19.000 thôi nha mấy chị nha. 19.000 thôi quá rẻ luôn.
Rồi mã số 2 nha. Không chốt được như chị Hằng Thái ơi. Rồi đẹp quá. Mã số 3 nè. Mã số 3 nè. Mã số 3 quá dễ thương luôn, mã số 3 nha. Rồi số 2 chốt cho Thoa Nguyên nè, mã số 3 nè. Mã số 3 nha, quá đẹp luôn này, mã số 3 nha. Mã số 3 nè. Mã số 4 nè. Mã số 4 nha, em có mua kèm theo đồ nữa chị, đơn trên 100.000 em ship nha. Mã số 4 nha, đơn trên 100.000 em ship, em có bán theo đồ nữa mà. Đơn trên 100.000 ship nha, mã số 4 nè, sao rất là dễ thương ha. Mã số 4 nha. Kiểu của chân đeo hả? Kiểu của chân đeo có. Trời ơi giờ sao chân bươi ra được ta. Chọn từ từ đi ha, mã số 5 nè. Mã số 3 chốt cho Thoa Nguyên nè. Mã số 4 chốt cho Hoàng Kim Phương nè. Bán này à. Mã số 5 này lồng lộ lắm, đi tiệc luôn. Chị Bảo Châu ơi, chị chốt sau rồi, mã số 5 nè, rất là lồng lộ luôn, đi tiệc nè, bao đẹp luôn ha, mã số 5 nè. Mã số 5 nè. Boy ơi. Lấy cho dì bé mượn cái rổ hay gì đi. Mã số 5 nha, mã số 5 nè. Cái này chậm quá. Mã số 6 nè. Quá đẹp luôn đó mấy chị. Mã số 6 nè. Ở ngoài đẹp hơn hình nha. Lấy mượn rổ đi. Mã số 6 nè. Trời ơi mã số 7 nè. Dễ thương quá. Mã số 7 nè dễ thương lắm luôn nha. Mã số 7 nè. Mã số 7 nha. Cảm ơn Quyên Trần nha. Mã số 8 nè. $19.000 nha. Mã số 8 nè. Mã số 7 cho pin ớt cay nè. Mã số 8 nè. Dì bé nói là cái rổ nào cũng được thì có nghĩa là cái rổ nào cũng được. Mã số 6 cho chị Huyền Thanh Trần nè. $19.000 chị ơi. Không có bấm lại để tin là hết số 7 rồi. À số 7 đây. À hết số 7 rồi, còn số 5 với số 8 thôi. Số 9 này dễ thương chưa? Số 9 nha. Hồng Duyên lên số giùm em với số 9 nha. 19k nha. Số 8 cho Hồng Duyên nè. Có nha. Chết rồi, em mới vứt cái số 9 ở đâu rồi.
em mới vứt cái số 9 ở đâu rồi nha. Số 10 nè, số 10 nha. Số 10 nha. Số 10 nè. Đồng giá 19k nha, số 10 nè. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha, chia sẻ like mới được mua với giá này nha. Số 10 nè. Số 9 Trinh vứt đâu rồi á? Không biết Trinh vứt số 9 đâu rồi luôn. Trinh like xong cái Trinh nói chuyện với Trinh vứt số 9 đâu rồi không biết nữa. Thôi lên cái khác đi ha, tí nữa số 9 Trinh bù lại khác nha. Trời ơi đẹp chưa? 11 nè. Số 11 nè, dễ thương lắm. Số 11 nha. 11 nè. Giống như Trinh đeo mà hạt châu nè. Giống như Trinh đeo mà hạt châu này 12 nha. Hạt châu màu bạc á, dễ thương lắm. Hạt châu đẹp bạc á, dễ thương lắm. 12 nè. Chắc buổi tối Trinh bán nha. 12 nè. Ở ngoài á má, tao để ngoài đâu vậy? Mười hai nha. Chắc buổi tối lên con ta có. Tự nhiên lên con ta tôi thấy không khí thật là im lìm. 11 nè, cho pin ớt cay nè. Ốc quay lợn 12 cho pin ớt cay chứ, 11 cho bảo cho. Mười ba nè. 11 cho dòng hồng duyên nữa nè. 11 cho hồng duyên nữa nè. 13 nè. Mùa rưỡi cho lên lại đồ nha. Mười ba nè. Chỗ này dị lạ nè. 14 nè. Tùy theo cân nặng chị ơi. 14 nha, 14 dễ thương lắm nha. 14 nè. Đơn trên 100.000 em ship nha. 14 lạ lắm luôn đó nha, đeo rất là nhẹ, rất là lạ luôn. 14 nè. 13 chốt cho Hồng Duyên nè. 1 xu là trên bán bông tai dữ lắm. Lâu rồi bán lại. 15 nè, hệ cộng lên số điện thoại dùm trên với. 15 nè. 15 nha, Huệ Cẩm lên số điện thoại nha. Huệ Cẩm. Mười sáu. Lên số điện thoại giúp chân với 16 nè. Ship quận 3 tùy theo cân nặng gói hàng chị ơi. 16. Tới số 50 trên qua bán đồ nha. 16 nè. Huệ Cẩm lên số điện thoại, Huệ Cẩm ơi. 17. 17 nè. Mười tám mấy chị ơi, 18 nè. 18 quá dễ thương luôn, 18 nha, 18 có hai đôi nè. 18 nha. 15 cho Bảo Châu nè.
tám nè. Lấy cho chị bé cái rổ nó đi mẹ đã. Hello Khánh Giang. Đợi cho anh tí nha. 17 cho Bảo Châu nè. Chờ tí em đổ ra đã. Ướt không? Ừ. Ủa mẹ. Mười tám cho Thang Nguyên này em có rồi. 18 Thang Nguyên có rồi em. Em 18 cho Vivi này. Vivi lên số Vivi ơi. Lên số dùm chân Vivi ơi. Vivi lên số Vivi ơi. 18 nha, đợi đổ lên chỗ nhanh. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị, chia sẻ like giùm em nha. 18 em còn một đôi nữa nè. Nãy Thao Nguyên còn rồi. Nãy cái đôi này bao nhiêu ta? Đôi số bao nhiêu mà quán trời chị chọn? Đôi số 15 nè. 15 Phan Kiều Anh nè. VV lên số giùm chân nha. Phan Kiều Anh. Phan Kiều Anh là 15 nè. Em thấy có ai chọn 15 nữa nè. Chị Dung Trần nè. Đâu rồi? Dung Trần. Rồi em xíu em kiếm kiểu em đeo cho. Đây. Ngọc. Mã Ngọc nha. Mã Ngọc nè. Chị nào lấy chốt Mã Ngọc nè. Rồi thấy số VV là mờ quá hả? Rồi hồi quán gà luôn đúng không? Mã Ngọc nè. Mã Ngọc nha. Mã Ngọc giống chân đeo này, ngắn hơn của chân xíu nha, ngắn hơn của chân xíu nè. Comment trên Mã Ngọc nha. Comment trên Mã Ngọc nè, Ngọc kèm số điện thoại giùm chân nha. Mua đồ rồi thì mua phụ kiện đeo ha. Ngọc này. Ngọc kèm số điện thoại này, Ngọc chốt cho chị Thương ạ. Từ từ xíu. Em chuột từ trên xuống dưới nha. Ngọc này em có mấy đô luôn á. Mã Ngọc này dễ thương lắm nên là em đã lấy nhiều. Đợi em coi có bao nhiêu đô Ngọc để em chốt nha. Quá rẻ luôn đó mấy chị ơi. Rồi chốt mã, bắt đầu chốt Mã Ngọc nè. Ngọc cho pin ớt cay nè. Pin ớt cay nè. Rồi cho chị Thương Trần nè. Bảo Châu nè. Bảo Châu nhận được đơn cho Bảo Châu ơi. Dung Trần nè. Vi Nguyên Ngọc Ngắn nè. Vi Nguyên 549 nè.
Em có một đôi ngọc màu vàng nữa nha. Hết ngọc rồi, hết ngọc rồi. Em có một đôi ngọc vàng nữa. Chị nào lấy ngọc vàng thì chốt ngọc vàng nha. Em còn hai đôi ngọc trắng, một đôi ngọc vàng này. Chốt cho chị Trần Lan này. Cái này ngọc trắng, ngọc ngắn hết chị ơi, Trần Lan. Không có ngọc dài giống Trinh đâu. Em chốt từ trên xuống nha. Lan Hương nè. Rồi em còn một đôi ngọc vàng á. Chị nào lấy chốt cho em ngọc vàng nha. Còn đôi ngọc vàng nè. Có, nãy em có chốt cho chị á. Ngọc vàng nha. Hơi rộng. Còn đôi ngọc vàng nữa thôi nha mấy chị nha. Ngọc vàng, ngọc màu vàng nè. Ngọc vàng. Chị Trần Lan ơi, nãy chị có ngọc trắng rồi, chốt thêm ngọc vàng hả? Chị có ngọc trắng rồi. Ngọc Lan, Ngọc Lan chị có màu trắng rồi nha. Rồi lên mã khác nha. Rồi mã vuông này đẹp lắm luôn á. Mã vuông này đeo rất là cá tính luôn. Mã vuông này em đeo rất là đẹp luôn nè. Rồi chị nào lấy chốt giùm em mã vuông nha. Mã vuông này có vuông nhỏ nha, có hai loại vuông nhé, một vuông nhỏ, vuông to này. Em còn ngọc vàng thôi à, không còn ngọc trắng đâu mấy chị ơi. Còn ngọc vàng thôi à. Rồi vuông nhỏ hoặc vuông to giùm em nè. Vuông nhỏ hoặc vuông to nhé, em còn ngọc trắng thôi, không còn ngọc vàng đâu. Vuông nhỏ hoặc vuông to giùm em có 4 đôi thôi nè. Vuông nhỏ hoặc vuông to này, cái này đeo rất là đẹp luôn. Chốt giùm em mã vuông nha, nhỏ hoặc to nha. Vuông nhỏ hoặc vuông to giùm em nha. Trời ơi, mấy cái vuông này đeo rất là cá tính luôn. Ngọc em chỉ còn một đôi ngọc vàng thôi. Vuông to chốt cho Vi Nguyên nè. Quần áo hả? Ok nè. Em lên quần áo nha. Vi Nguyên nè. Chị ơi, chị lấy vàng hả? Rồi em lên hết cái vuông này, em lên đồ tiếp nha. À, bông tai tối lên tiếp ha. Rồi em vuông này, bông tai tối lên tiếp nha. Lên bông tai, im lên bông tai tối lên tiếp ha. Rồi còn vuông nhỏ vuông to thôi nha. Bông tai tối lên tiếp nha. Vuông to cho bà Vi Nguyên luôn nè. Vuông to chị Bảo Châu nè. Bảo Châu ơi, hết vuông to là lấy vuông nhỏ đi. Cái vuông này đeo dễ thương lắm. Lấy vuông nhỏ đi ha, chồng vuông mèo lên đồ nha. Lên xíu vậy thôi, im lìm quá. Em biết là mấy chị vẫn chọn nhưng mà vuông tay đang hình chứ không có thời gian. Trên nhiều đồ quá chứ không có thời gian nha. Rồi tiếp tục lên xét cho mấy chị em nè. Rồi chia sẻ like tiếp đi mấy chị ơi, lên chia sẻ like nha. Chị Trần Hương lên mẹ, lên số điện thoại dùm Trinh chốt ngọc vàng nha chị nha. Rồi lên số điện thoại dùm Trinh đi Trần Hương ơi. Còn một đôi ngọc vàng chốt cho chị Trần Hương nữa là hết nè. Lên số điện thoại nha. Rồi bắt đầu lên đồ nè. Tối chọn tiếp nha. Tối chọn tiếp nha. Tại buổi trưa mấy chị nhiều chị không rảnh nên là chọn đồ. Tối lên chọn bông tai tiếp ha. Giờ lên xét tiếp nha. Ơi chị nghe Thảo ơi, định nói lên nhà chị chọn đúng không? Rồi set M nha, set này rất là dễ thương luôn, mặc rất là dễ thương luôn. Có đá đen, Trinh không biết có đá đen luôn, chắc có nha. Tối cho lên tiếp nha. Chiều cho lên tiếp, 2 giờ cho lên tiếp. Đầu like á, 2 giờ cho lên đầu like cho dễ nha. Đầu like ít người á, mình lên chọn cho dễ. Sửa lại đi chị ơi. Chị thích to hả? Tí to em coi còn to em lấy chị. Rồi set nè. Xét quá đẹp luôn, mấy chị ơi, cái chân váy này rất là đẹp luôn. Xét chân váy này quá đẹp luôn này mấy chị ơi. Xét này size M nè. Hàng Kim Phượng lấy gì vậy? Xét M nha. Xét size M 85 ngàn. Đợi em lên mạng, lên tiền đấy chị ơi. Rồi comment giùm em M85 xin lỗi nha, 80 ngàn nè.
M80 nha. Comment giùm em mã M80 nha. Đúng mã giùm em, không lộn hàng ha. Comment giùm em M80 này, chân váy kaki quá đẹp luôn. Set này rất là đẹp luôn, size M nha. M80 80.000, chị nào lấy comment giùm em M80. Ủa gì văng đâu ạ? Comment giùm em M80 nè. Quá đẹp luôn, set này đẹp cực kỳ đẹp luôn ha. M80 80.000 nha. M80 nha. Chốt hình trên mảnh M80 nè. M80 cho Hoàng Kim Phương nè. Đâu rồi? Hoàng Kim Phương nè. Set chị đang mặc là quần. Set chị đang mặc là dung nha. Set chị đang mặc là dung nè. Có nhiều cái size S đó. Cái đó hình như không có size S đó. Có size S, chờ trên chút xíu. Set size S nè. Của Trinh đang mặc là dung quần nha. Dung quần 52 cái độ lại vừa. Chị nào lấy dung Trinh đang mặc thì comment giúp Trinh dung bi cộng số điện thoại nha. Rồi set nè, trời đẹp chưa. Một cái áo thun nha, là một cái quần. Trời quần đẹp lắm, quần dễ cưng kinh khủng luôn. Size S nè, quần dễ thương lắm. Chị nào lấy thì comment giùm em set S 75.000 nè, quần dễ thương chưa? Set S nha. Set size S nha. Quần này, quần da, quần vải vải gì quên rồi. Quần rất là dễ thương luôn, set quần rất dễ thương luôn nha, 85.000 này. Chị nào lấy comment giùm em set quần một cái áo form rộng với một cái áo nè. Hết rồi chị Mai Hoa ơi. Rồi comment giùm em nha, comment giùm em nè, set 75.000 size S này, comment giùm chân set S này dễ thương chưa? Set S 75.000 quá dễ thương luôn, cái quần bao cưng luôn. Set S nha, 75.000 nè. Set S 75.000, quần rất là đẹp luôn. Comment giùm em set S 75.000 nha. Set S 75.000 nè. Có chị ơi, có nhá. Set S 75.000 nè, set này siêu đẹp luôn nè. Chị nào lấy comment giùm em set S nè, 75.000. Set S 75.000 nha. Set S 75.000, cái này cũng size S nè, có cái size S nè. Size S là màu khác nè. Size S là màu bò nha. S 80.000 nè. Set S 80, cái chân váy siêu đẹp luôn, chân váy kaki rất là đẹp luôn. 80.000 nè, set S nha. Chị nào lấy comment giùm em set S nè, 80.000. Set S nha, váy kaki rất là đẹp luôn. Comment giùm trên set S nè. Set siêu đẹp luôn nha, set S 80 nè, comment trên S 80 nè. S 80 80.000 nè. Rồi set quần nha. S 80 cho pin ớt cay nè. Không có size L chị ơi. Chị xin Châu ơi, mình mặc quần size gì? Chị S chốt cho pin ớt cay nè. Chị Jenny Mai ơi, size L hả? Đây có set này size L nè. Không được xem hàng trước khi thanh toán chị Trần Hương ơi. Không được xem hàng trước khi thanh toán nha. Em đã like trên đây rồi. Mình tin tưởng thì mình mua ha. Tại này hàng giá rẻ mà. Ví dụ như em bán hàng shop 400-500 ngàn thì em cho xem hàng miễn phí ha. Nhưng mà cái này là không có cho xem hàng trước nè. Size L, set size L này, set sọc size L này. Set sọc size L này nó nó chưa làm cái khóa. Nó chưa làm cái khóa này. Em bán cho mấy chị set này 70 ngàn nha. 70.000 nha, về lấy 10.000 làm khóa giùm em ha. Set này rất là đẹp luôn, set này dễ thương cực kỳ luôn, 70 nè. L70 nha. Chị thích váy xíu em lên váy cho chị. L70 70.000 nè, tí em lên váy cho chị nhá. L70 nha. L70 nó không có cái khóa, nó bị quên làm cái khóa rồi, mấy chị về làm 10.000 làm khóa giùm em nhá. Set này đẹp lắm, quần rất là đẹp luôn. 49 kg mặc vừa chị ơi, bình thường chị mặc size gì? Bình thường mặc size gì lấy size đó giùm em với.
Rồi váy 55 ngàn này, váy thái này, suông này, váy suông 55 ngàn comment giùm em nè. Váy đỏ 55k nhé, comment giùm em mã váy đỏ này 55 ngàn. Mã váy đỏ 55 ngàn này. Trung thư set nào em? Cái đó không có size L, cái đó có một cái à. Váy đỏ 55 ngàn này. Comment giùm em váy đỏ 55k. Mời có lấy iPad không mời ơi? Váy đỏ cho chị Jenny Mai nè. Trời, chân váy da đẹp chưa? Chân váy da size M nha. Size M nè. Chân váy da size M nha. 80k nha. Chị nào lấy comment giùm em M80 nè. Đẹp lắm luôn á, chân váy da rất là đẹp luôn. M80 nha, này ra shop mua phải 200 mấy nha. Size M80 ngàn nè, chị nào lấy trước thì trên M80 nè. Size M80 80 ngàn nè. Chị bảo cho sau rồi. M80 80k nha. Comment giùm em M80 80 ngàn nè. Cái chân váy da M rất là đẹp luôn á. Này là trời đâu rồi đây nè. Váy da nè. M80 80 ngàn, bao đẹp luôn. M80 chốt cho Hoàng Kim Phượng nè. Hoàng Kim Phượng nha. Không có size L. Không có size L tại vì cái này biết sao vậy, em muốn lẻ size á, nó lẻ size nên là người ta bên Quảng Châu nó mới sale lẻ vậy á hả? Rồi, size L này, chỗ set này đẹp quá. Set quần size L này mấy chị ơi, đẹp chưa? Set quần size L nha, 79 ngàn nè. Đẹp quá. Size L 79 ngàn nha. Set L nè. Comment nhé em L 79 nha. Quá đẹp luôn nè. Size L 79 ngàn. Hello chúc nào. L 79 ngàn nha. Quá đẹp luôn á. Set L này 79 ngàn. Còn đẹp, đẹp lắm luôn á. Comment giùm em nè. L 79 ngàn nha. Quá đẹp luôn. L 79 nha. Size L 79 ngàn nè. Comment giùm em L 79 nè. Set này quần riêng đẹp lắm. Quần riêng màu trắng với áo đen là y bà luôn á. Set L79 nha. L79. Trời ơi, cái set này mới đẹp, siêu đẹp luôn nè. Dễ thương chưa? Một cái quần rất là dễ thương luôn. Quần đùi màu đỏ rất là dễ thương nha. Rồi một cái áo tay cắm tên nè. Siêu cưng luôn. Chị ơi, bình thường ở nhà mình mặc size gì? Rồi siêu cưng luôn nha. Rồi set này khoảng cỡ 50kg đổ lại mặc vừa nha. Rồi chị nào lấy này comment giùm em nhé. Chị Phương Nguyên số đuôi mình bao nhiêu ấy chị ơi? À Phong Nguyên hả? Lên số điện thoại giùm em mới nha. Rồi chị nào lấy comment giùm em set đỏ nè. Huệ Cẩm lấy gì ấy chị ơi? Huệ Cẩm lấy gì á? Huệ Cẩm lấy cái gì ấy chị ơi? Huệ Cẩm lấy set L hả? Chị nào lấy comment giùm em set đỏ 80 ngàn nha. Set đỏ 80k nè. Comment mã giùm em nha. Đúng mã giùm em nè. Set đỏ nè. Set đỏ nè. Set đỏ nè. Set đỏ 80 chốt cho Hoàng Kim Phượng nè. Rồi chốt cho. Rồi chốt xét quần cho Huệ Cẩm nè. Wow, xét váy nè. Xét váy size S này hôm bữa rất là nhiều người luôn nha. Rất là nhiều người chọn luôn nè. Sao chị Thủy? Sao đó baby, hello baby. Rồi xét trắng nè. Rồi set chân váy trắng nè, 75 ngàn nha. Rồi set 75 nè, chị nào lấy comment giùm em S75 nè. Dễ thương chưa? Chân váy nha, chân váy dạ nha, có co dạ luôn, 75 nè. Comment giùm em S75 nha, em có này size gì đã? Lộn. M, size M nha, comment giùm em M75 nè. Đó, có co dạ luôn, rất là dễ thương luôn, siêu cưng luôn. Mặc rất là Hàn Quốc luôn nha.
comment giùm em M75 nè. Lấy Trần Thị ơi, có chị ơi, M75 nha. Comment giùm em nè, size M75 nè. Váy xám nè, váy thái nha, váy thun thái 55.000 một xám nè. Comment giùm em xám 55 nha. Xám 55, 55.000 nè, 55 kiểu lại mặc vừa nha. Xám 55 nè, xám 55 nha. Xám 55, 55.000. Xám cho chị Huyền Thanh Trần. Đơn hôm bữa em chưa có đi cho chị đâu nha chị nha. Chị Huyền Thanh Trần ơi, tí nhớ nhắn tin cho em nha. Huyền Thanh Trần 55 nè. Chị ơi, chị Jenny Mai ơi, không có. Chị Jenny Mai không có size L. Để em kiếm váy size L cho chị nha. Váy trắng nè. Váy trắng 55.000 nha. Chị nào lấy comment giùm em trắng 55, chị Jenny Mai sao mất rồi. Trắng 55 nha. Trắng 55 nè. Comment giùm em váy trắng 55 nè. Váy trắng 55 nha. Thun em có thun form rộng thôi. Váy trắng 55 nè. Thun nè. 30k đi hả? 30k nè, chị nào lấy chốt thì em mã 30 nè. Mã 30, 30 thun phong rộng nha, 30k thun Quảng Châu nè. 30k mã 30 nè. Mã 30 30.000 nha. Mã 30 30k nè. Mã 30 30.000 nha. Hình như size L này chị Jenny Mai nè. À này size S. Set size S này kiểu dễ thương chưa? Set da quá đẹp luôn. Set da rất là đẹp nhưng mà rất tiếc là size S. Size S nè. Chị nào đang xem cho em xin một chấm nha. Chị nào đang xem cho em xin một chấm nha. Ủa chị bắt hộp này khác nữa hả ta? 138 nè. Em chốt chị bắt hộp nè. Set S siêu đẹp luôn nè. Set size S rất là đẹp nha. Đó, một cái áo nè, dễ thương không? Một cái áo và một cái chân váy da nè, 85.000 nè. Comment giùm em S85 nha, set S85 này quá đẹp luôn. S85 nè, quá dễ thương luôn, set S. Cái áo này rất là dễ thương luôn nha, áo rất là lạ luôn nè. Đó, S85 nha. Comment giùm em S85 nè, quá đẹp luôn. Quá xuất sắc luôn ha, S85 nè. S85 nha. Rồi mấy size đẹp, mấy set đẹp và size S không ạ? S85, comment giùm em S85 này. Thay hình nó lên số điện thoại giùm em với. Thay hình lên số điện thoại S85 mình trên với nha. Có set váy yếm nha Phương Phương. Thay hình này. Bộ trên mặt còn nha. Bộ trên mặt 52 kg đổi lại mặc vừa nè. 85 này. Thay hình lên số mình trên với Thay hình ơi. Đây set yếm, có set yếm. Rồi thay số 2, hai hình. Chưa nhiều rồi bé, chưa có thời gian nữa. Nè set yếm nè, một cái áo nha. Và một cái váy.
cái váy này rất là dễ thương luôn. Set váy yếm này size L nha. Thấy nha chị Hằng Thái ơi, Trinh có trả lời mà. Set size L nha, set yếm size L nè. Set yếm size L 85.000, chị nào lấy thì comment giùm Trinh là yếm 85 nha. Set yếm size L 85.000 nè, quá đẹp luôn. Comment giùm Trinh là L 85 nha. Size L 85.000 này, comment giùm L 85 này, quá dễ thương luôn á. Đó. Đó, ở đây nó cũng ôm eo này, xòe này. L 85 nha. Size L 85.000, vải kaki màu đen rất là đẹp nhá, kaki thun nhá. Kaki hơi hơi thun chút xíu nè. Set này quá đẹp luôn á, L 85 này. Đó, thấy không? L 85 85.000 nha. Yếm chút cho Mai Hương nè. Mai Hương này, Mai Hương này trên Buôn Ma Thuột phải không? Set em đang mặc 80.000 nha. Mai Hương nè. Mai Hương Buôn Ma Thuột hay sao á? Chốt cho Mai Hương nè, 85.000 để chúng ta xếp này còn không nha. Mai Hương 85.000 nè. Để chúng coi này size gì đây nha. Hết rồi nha, cái này chỉ còn Mai Hương trên ship hàng rồi đó. Cái này còn size S thôi nha, size S thôi nè mấy chị ơi. Size S thôi nè. Còn S thôi chị Jenny Mai ơi, còn S thôi à. Đứng lên chị xem hả? Đây. Yếm bi nha. Đây là yếm quần nha. Em ở phía trước Đắk Nông. Để em còn cái yếm đã còn không nha. Còn size S à. Yếm này còn size S thôi à. Chị Jenny Mai xong rồi. À có yếm này nữa nè. Đổi em size S được không? Được. Vậy em chốt cho chị Jenny Mai nha. Mai Hương size S này. Chốt cho chị Jenny Mai size L nha. Em chốt cho chị Jenny Mai size M nha. Bốn tám ký. Size áo em mặc hả? Set em mặc 52kg vừa. Set em mặc 52kg vừa thôi. Em đổi cho chị rồi đó. Em đổi cho chị rồi đó chị ơi. Ok em đổi luôn. Em đổi liền cho chị size L rồi đó. Em chốt chị size L rồi chị Jenny Mai ơi. Rồi nha. Đây ạ. Set size L luôn nè. Set này size L luôn. Set size L luôn, áo siêu đẹp nè. Áo này rất là đẹp luôn, áo von nhé, vải von nha, và một cái chân váy quá đẹp luôn, 85.000 cho set này luôn. Comment giúp em váy 85 nè, set váy 85 nè, size L nha, quá đẹp luôn á. Cái set này chân váy rất là đẹp luôn. Comment giúp em set váy này 85.000 nè, cái áo cũng đẹp nữa. Comment giúp em set váy nha, 85.000. Set váy 85.000 nè, quá dễ thương luôn. Ok chế, size L này chế nè. Set váy 85.000 này lấy không chị Jenny Mai ơi, size L đó. Size L đó, quá dễ thương luôn. Rồi set nè, set yếm nữa nè mấy chị. Set yếm này bầu on trend được luôn nha. Set yếm này bầu on trend được luôn nè. Set này free size nha. Này size XL 60kg cũng vừa nữa nè. Set L 70 này còn không chị? L 70 nào chị ơi, đâu có L 70 nào đâu. Comment mã giúp em ấy mấy chị ơi, mã cộng số điện thoại giúp em với. Set váy 85.000 nha. Set váy 85 cộng số điện thoại nè. Thích chân váy, cao nó đẹp lắm.
quên mất slide đồ, phải đẩy camera xích ra. Chân váy đẹp lắm, lấy xích đó đây chị ơi, xích 85 này. Cái áo đẹp lắm, không phải ấy đâu. Rồi, cái này bầu bon chen được luôn nha, bầu bì bon chen được luôn, 60kg mặc cũng vừa nha. Đó, vải này là vải cắt len á. Xét váy 85 chốt cho chị Lê Tuyền này. Cái quần đen áo sọc á hả? Lâu quá bây giờ hỏi lại không nhớ luôn á. Xét áo hồi nãy nha, chị Hương cho em không nhớ. Em qua mẫu rồi là không nhớ đâu mấy chị ơi. Rồi nha, xét nè. Xét váy nè, 75 ngàn nè. Chị nào lấy comment giùm em xét váy 75 nè. Đó, xét này quá đẹp luôn. Xét này có hai màu đen và màu đỏ, 60kg mặc cũng vừa nha. Bầu bì bon chen được luôn nha. Trời ơi, này mặc rất là dễ thương luôn. Cái kiểu của nó rất là dễ thương nè. Đó, trên váy đuôi cá nè. Không, dễ thương lắm nha. Rồi, xét 75 nha. Chị nào lấy comment giùm em xét 75 nè. Quá dễ thương luôn, 60kg đổ lại mặc vừa luôn nè. Chị nào mất mất lại cái xét thì xét này mặc đẹp lắm. Hello hả? Chị nào mặc cao cao mặc cái set này siêu đẹp luôn, bầu bì nè. Chị nào đang có bầu á, lấy cái set này mặc được nè. Set 75 nè, chị nào lấy comment cho em set 75 nè. Set 75 này có hai màu nha, màu đỏ nữa. Màu đỏ nữa này mấy chị ơi. Màu đỏ cũng dễ thương lắm. Phương Phương lên số điện thoại giùm em chị ơi. Màu đỏ nữa nè, thấy không? Trời, màu đỏ dễ thương chưa? Set 75, set 75 đỏ đen nha. Hết rồi chị Hương Châu ơi, hết rồi. Màu đỏ cũng dễ thương lắm. Phương Phương lên số, Phương Phương ơi. Chị Hoa Hình ơi, Yếm có coi giãn không hả? Yếm này nó hơi hơi coi giãn chút xíu à. Lên số điện thoại giùm em với mấy chị. Comment giùm em nè. Yếm 75 đỏ hoặc đen là phải kèm số điện thoại giùm em nha. Trời ơi dễ thương, có 60kg mặc vừa nha. Cái này mặc bầu, mặc thoải mái luôn. Bầu mặc bao đẹp luôn ha. Yếm 75 nè, yếm đỏ hoặc yếm đen giùm em ơi. Không chị ơi, chị bao nhiêu ký? Rồi chị nào lấy thì comment giùm em nè. Yếm đỏ hoặc yếm đen kèm số điện thoại. Xét trên mặt còn thằng ơi. Phương Phương inbox số điện thoại hả? Sao vậy? Chốt số điện thoại trên đây không được hả Phương Phương ơi? Rồi còn màu đỏ nè, chị nào lấy chốt giùm em đỏ 75 nè. Xét trên mặt còn đó thằng ơi, thằng lấy không? Lấy không xin chốt xét trên mặt đó. 75 đỏ dồn cho chị Hoa Huỳnh nè. Hoa Huỳnh nè. Không biết là thằng có mặc vừa không. Xét này của bà nhỏ kia nè. Xét này do áo nó bị nhăn thôi nhá. Áo này về ủi giùm em nha. Em không bán rời đâu. Rồi thấy số điện thoại của Phương Phương rồi. Chị Huyền Thanh Trần em thấy chị inbox cho em rồi nè. Xét nè. Xét tùy theo cân nặng thôi Hương Bi ơi. Bưu điện thu nha. Xét nha, xét này em xả nè. Xét này nó bị chấm bẩn ở đây chút xíu nha. Nó bị chấm bẩn ở đây nè. Chân sợ hơi chặt. Tí cái gì chân, inbox cho chân. Nhiều xét đẹp lắm hàng ạ. Rồi nha, cái xét này em sẽ xe cho mấy chị nè. 55 ngàn nha, xét 55 nha. Xét 55k nha, do nó bị bẩn với sale nha. Xét sale 55 ngàn nè. Size size L nha. Sale 50 ngàn nè. Sale 50 nha, comment giùm em xét sale nha. Xét sale 50 ngàn size L nha. Xét sale 50 ngàn size L nè. Sale 50 nè. Về giặt đi ủi lên là bao đẹp luôn ha. Xét sale 50 size L này đẹp lắm.
Rồi set này dễ thương lắm nè. Set dễ thương nha. Rồi cái áo này, áo quá dễ thương luôn. Một cái chân váy xòe nè. Đó, chân váy kaki xòe rất là đẹp luôn, 79.000 cho set này luôn nha. Set size M 79k nha, set này dễ thương lắm. Set này quá dễ thương luôn, 79.000 nha. Phí ship tùy theo cân nặng chị ơi. Nè, một cái áo, một cái set này, chân váy xòe 79.000 nha. 55kg đổ lại mặc vừa nha. Size M 55kg đổ lại mặc vừa nha. Chị nào lấy comment giùm em set 79 này, set này siêu đẹp luôn. 79.000 nha, set chân váy xòe này. 79 nha. Comment giùm em set 79 nè. Set 79 chị Hương Châu lên số điện thoại giùm Trinh với. Set 79 nha, comment giùm em set 79, set này quá đẹp luôn á. Set này rất là đẹp. Set 79 nè. Set này chân váy kaki do để chồng lên nó hơi nhanh nha, về ủi ra là bao đều luôn. Bữa bé kia tới á, thử á, đẹp lắm. Set 79 lên số điện thoại giùm em chị ơi, lên số điện thoại giùm em với chị ơi. Có chứ, set size S nhiều lắm. Set size S nhiều lắm bây giờ. Lên điện thoại cho Hương Châu ơi, lên điện thoại dùm chân với. Set nè, cái váy này nó dễ thương lắm nè, váy này vải như là vải xốp vậy đó. Ok chị Hương Châu nè, ráng chọn thêm một món đã đủ để đi đơn nha chị Hương Châu nha. Rồi cái này set này size M nha, cái váy dễ thương lắm. Một cái áo nè. Set M nha. Set M này 69.000, chị nào lấy thì comment thì em M69 nha. Comment giùm em set M69 này 69.000 nha. Của em đang mặc là dung nha. M69 69.000 nha. M69 69.000 này. Kiểu của nó là có lỗ lỗ rất rất đây nè. Cái kiểu của nó là lỗ lỗ vậy nha. Lỗ lỗ nè. Đó, 69.000 nè. Chân váy vải rất là mắc cười ha, vải dễ thương. Vải giống như là vải xốp vậy á. M69 nha. Trương Thư ơi, cho số điện thoại Trương Thư ơi. À Trương Thư khách cũ phải không? Lên số lại đi Trương Thư, đỡ mất công kia. Trương Thư này ở trên phố phải không ta? Trương Thư này ở trên mua thuật phải không Trương Thư ơi? Trương Thư này trên phố phải không? Đúng lắm. Em cho mà mốt bây giờ nha. Rồi xếp quần dễ thương lắm luôn nè. Set này size set này cũng khoảng cỡ 52. Ờ nhớ rồi. Set này khoảng cỡ 52kg vừa nha. Một cái quần nha, một cái quần kaki nè. Set em mặc còn một cái quần kaki nha. Đó, một cái quần kaki rất là dễ thương nha. Set mặc còn một cái size L, một cái size S nha, mà này khoảng cỡ 53kg vừa ha. Rồi và một cái áo dấu quần màu xanh nè. Set này quá dễ thương luôn ha, set quần nè. Set quần 75.000 nha. Set quần 75.000 nha, 52kg đổ lại mặc vừa thôi. 52kg đổ lại mặc vừa nha, chị nào lấy comment giùm em set quần nè. Set quần nha, 52kg đổ lại mặc vừa nha, comment giùm em set quần nha, quá dễ thương luôn. Set quần nè. Xét quần nè, 52kg đổ lại mặc vừa, comment giùm em xét quần nha. Xét quần cho Quyên nè. Xét quần 75.000 nè. Hết rồi.
bông tai đang đeo hết rồi chị Trần Khánh Hà ơi. Rồi set này dễ thương nè. Set nè. Set này quần dễ thương lắm. Set S nha, 75.000 luôn nè. Set size S 75.000, quần có hai màu nhá. Màu hồng và màu xanh nè. Set S 75.000 nha. Đó, quần dễ thương cực kỳ luôn nè. Không, quần dạ nhá, quần vải dạ nơ này, size S này. Đó, set S 75.000 nè. Có hai màu nha, quần có hai màu nha, màu xanh nữa. Quần có màu xanh nữa nè. Màu xanh nữa. Hello chị Thùy Linh. Chị Thùy Linh em kiếm cho chị có hai set còn nào, mấy set kia không còn nữa. Set này size nhỏ lắm. Set S nha, có hai màu nha, màu xanh với lại màu hồng. 75.000, chị nào lấy comment giùm em set S nè. Quần siêu dễ thương luôn. Quần siêu cực kỳ dễ thương luôn nè. Set S nha, quần dễ thương lắm luôn nha mấy chị. Ôi lạc trôi bộ đầu bộ dễ thương chưa? Đâu ra lạc trôi cho bộ này nè. Rồi bộ 59.000 nha. Bộ 59k này mấy chế. Bộ 59 nha, comment dùm bộ này. Bộ nha. Không có size L. Trinh không bán tại nhà, Trinh bán trên live thôi à. Bộ 59 lấy chốt set xanh cho Bảo Châu nè. Hôm bữa lấy size M rộng, giờ phải lấy size S hả chị Bảo Châu? Bộ này, bộ 59 chốt cho hàng Kim Phương. Hàng Kim Phương 59.000. Hàng Kim Phương tí vô inbox địa chỉ trên chiều trên đi đơn luôn nha. Bữa lo lắng ha, bữa lo lắng đấy. Ôi cái đầm len này mấy chị ơi dễ thương lắm nè, đầm body len nha. Đầm body len nè, đó. Cỡ 1m55 thôi nha, 1m6 mặc hơi bị không có size M. 1m6 mặc hơi ngắn á. Bộ chị, bộ em đang mặc vừa chị ơi. Có bán nha, Nina Nguyễn nha, bộ chị đang mặc có bán, có hai size, size S với size L nha. Size S hình như còn á, còn size S còn size L nè. Rồi nha, đầm nè, đầm Mickey nha, đầm len này, đầm len nha mấy chị. Đầm len 80.000 nè, chị nào lấy comment giùm em. Len 80 nha. Comment giùm em lên 80 nè. Đầm len Huyền Thanh Trần hôm bữa chị có rồi. Hôm bữa đầm của chị có 90.000 rồi nha. Đầm len 80. Hôm nay xả 80 nha. Đầm len 80.000, chị nào lấy chốt giùm em đầm len 80.000 nè. Huyền Thanh Trần hôm bữa chị có rồi. Cái này là zoom em ơi, cái này là zoom nha, zoom liền nha. Zoom liền này có dây kéo bên hông á. Đầm len 80 chốt cho Hoa Huỳnh nè. Ủa sao của chị vẫn chưa nhận được hàng ta? Kỳ lạ. Rồi áo len nè 60.000. Rồi áo len này mấy chị về giặt giùm em nha. Nó bị hơi ố ố, giặt hết á nha, giặt hết á. Do hôm bữa nó bị một chấm mực có, nên là em lấy cái nước rửa chén này em giặt mà nó hết, nhưng mà do bé nó không có chịu giặt lại á. Rồi em sale cho mấy chị 50.000, phải giặt giùm em nhé. Giặt đảm bảo hết luôn, sale cho mấy chị 50.000 nè. Áo len 50.000 nè. Chờ chị xíu nè. Áo len 50.000 nha. Về giặt giùm em nhé, giặt là hết liền luôn á. Áo len 50 nè. Đây, bộ trên mặt nè. Bộ trên mặt còn size S nữa, để tí trên kiếm nha. Có size S, có size L, hình như còn bộ thôi á, còn hai bộ. Nó có cái dây ở đây nữa nè. Zoom quần nha. Zoom quần có túi nè. Áo len 50.000 nè.
chân váy nha. Nay set có L. Có size L chị ơi. Lấy 50 Nguyễn Hưng lấy cho ai vậy Hưng? Rồi chân váy nha, 45 nha, size S nè. Chân váy caro size S, chân váy dài size S nè. Chị nào lấy thì comment giùm em S45 nha. S45 có size L chế, S45 nha. S45 với hai mẹ con mi lèo ẻo quá. Dùm em mặc bao nhiêu ký và bao nhiêu tiền? Dùm em mặc 79.000 và 54 ký vừa nhé. 54 ký đổ lại vừa. Trên 54 ký. Cao mét 57. Rồi S45.000 nha, comment trên S45 nè. Bộ trên mặt 54 ký vừa nha. Hội cơ khí mà chia sẻ cái bài chẳng liên quan. Hội cơ khí là chị chia sẻ bài có cơ, làm trong hội cơ khí rất là chế. Rắn hơn. Cho hai sang đi. Rồi chân váy dạ nè. Chân váy dạ size không? Chân váy dạ size M nha. Chân váy dạ size M nè. 45.000. Chế nào lấy thì comment giùm em M45 nha. M45 45.000 nè. Có bộ ở chế ơi, M45 45.000, chờ có set khác đi. M45 45.000 nè. Của trên mặt có màu à. M45 45.000, màu dễ thương lắm. Comment giùm em M45 45.000. Chị Lam Kim Kim lấy chân váy nào vậy? M45 chốt chị Thư Lê. Chị Thư Lê ơi, lấy cái đơn mới chưa? Cái đơn trên mới gửi chị nhận chưa? Thư Lê nè. Mua hàng hoài luôn ha. Các chị Thư Lê nè. Dạ vậy hả chị? Rồi set heo nè. Set quần nhé. Quần size L nè. Sao vậy? Set heo nè, size L nè. Hả? Em tìm cho chị được những set nào vậy? Tím chụp hình cho nha. Tím chụp hình cho nha. Rồi set heo nè, size L nha. Dễ thương lắm. Một cái quần caro này không? Quần caro nha. Set heo 70.000 nha. Chị nào lấy thì comment giùm em set heo nè. Cái này là quần đùi nha mấy chế. Có dây kéo bên hông nè. Rồi 75.000. Set heo size L. Này size gì trời? Size 89 là size gì chị Jenny Mai? Size M đúng không? Set heo nè. Chốt cho chị Thư Lê nè. Khôi hơn thế hả? Chốt chị Thư Lê nè. Chờ em xí nha, cái này, cái áo này đắt nhất mà lại không bằng cái kia. Nó nhanh như vậy là em có set này chứ chung set. Set này có set. Trời ơi em mệt mấy chị ghê luôn. Em mệt mấy chị ghê luôn á. Có chị nhắn tin cho em á, nói là mấy cái đồ á chị lấy mà cái áo sơ mi á bị nhăn chị không lấy. Sẵn đem nó mấy chị luôn nè. Ừ, chưa khỏe đâu. Sẵn đem nó mấy chị luôn nha. Đồ nhăn á là vì do em quấn, em ship. Tại vì sẵn có một chị nhắn tin em nói luôn. Thứ nhất là em bán hàng rẻ, thứ hai là
Áo sơ mi tất nhiên là khi mà em gói hàng thì chắc chắn là nó phải nhanh rồi, làm sao mà nó thẳng được. Bây giờ áo sơ mi mấy chị cần gấp lại, mấy chị bỏ trong tủ mấy chị thôi cũng đã nhanh rồi. Mà mấy chị nói em gói em quấn hàng em gói đi mà nhanh thì mấy chị không chịu, mấy chị nói là nhanh mấy chị trả lại. Sao mà có dụng mà nhanh trả lại được, em mệt mỏi mấy chị. Mấy chị đó ghê luôn á. Mấy chị mua hàng cố gắng có tâm giúp em một chút xíu nha. Có tâm giúp em một chút xíu, nếu mà nó nhanh thì giặt xong rồi ủ ra. Chứ đừng có bảo là trời ơi em ơi áo nó nhanh, chị không lấy chắc em chết luôn á. Em bán áo dạ này, khoác dạ này. Áo khoác dạ nha, áo khoác dạ này form mang dạ như khoác măng tô á. Em khổ quá mà. Áo khoác dạ này mình mặc mình sắn tay lên, mình sắn tay lên nhá. Em khổ lắm luôn á. Em quỳ em gái mấy chị luôn. Mấy chị mà mua hàng không có tâm á. Đây nha. Đây nha, áo khoác nè, áo khoác dạ nha, rất là dễ thương ha, màu hồng rất là dễ thương nè. Rồi hôm nay em xả áo này cho mấy chị nha. Em bán áo này cho mấy chị 160 ngàn nè. 160 ngàn áo khoác dạ nha. Khoảng cỡ 55-60kg mắc vừa nè. 160 màu hồng rất là dễ thương ha, 160 ngàn. 160 ngàn nha. Chị nào mà về mà nói áo nhanh nữa thôi cho em để em mặc luôn á. 160 nha. Chị nào lấy thì comment thì em dạ 160 nè. Em khổ tâm quá đi. Khổ tâm ấy mấy chế quá. Sài Gòn nóng quá khó mặc hả? Thôi chị để chị nóng cho rồi. Rồi quần nha, quần này. Quần size S nè, quần size S 45 ngàn nha, quần dạ 45 ngàn này, size S nè. Chị nào lấy comment giùm em S45 nha. S45 nè. Comment giùm em S45 nha. Khổ tâm lắm. S45 nè. S45 nha, comment giùm em mà S45 nè. Mua được S45 nha, rồi áo nha. Đây, ví dụ như những áo này nè mấy chị. Mua về á, giặt xong rồi ủi ra giùm em với. Chứ đây, để trong kiện thì chắc chắn nó phải nhanh rồi. Nó sao mà nó thẳng được mấy chế. Cái này là vải xô nha, vải xô nè, 40 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em áo xô nè. Áo xô 40k nè, 55kg đổi lại mặc vừa nha. Áo xô này mặc đi đi lễ, đi chùa gì đó. Áo xô này 45 ngàn nè. Về giặt giùm em với. Mệt mỏi luôn á. Áo xô 45 ngàn nha. Còn cái quần da nè. Quần da 55 ngàn nè. Đùi da 55 ngàn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em đùi da nè. Ôi xét nữa đi Trinh ơi, ok chị. Không phải Trinh không lên xét đâu mà Trinh đang buông, đang lấy mấy cái đồ ra. Đùi da 55 ngàn đẹp lắm luôn á. Đùi da 55 ngàn. Xét hay dùm ok. Xét. Không có dùm đâu, dùm có cả trên mặt à. Size M nè. Xét quần size M này, này quần màu đỏ nha. Quần màu đỏ này, áo sặc nè. Quần này có co giãn nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em set đỏ này 70k nha. Comment giùm em set đỏ 70 nè. Chị Lan Kim Kim cho Trinh lại số nha. Set đỏ 70 nè, comment giùm em set đỏ 70 nè. Chị Lan Kim Kim đâu rồi ta? Chế. Về giặt cho em nha. Về ủi ra giùm em nha. Cái xô này về ủi ra giùm em nha. 40 chị, lấy chị 40 luôn. Xếp tùy theo cân nặng hả bé ơi. Đùi da cho Thao Nguyên hả?
Mỗi mặt 80 ngàn. Lan Kim Kim lấy số giùm em với chị. Set đỏ cho chị Nguyễn Thùy Linh này. 70k. Cái quận 8 tùy theo cân nặng, nó khoảng cỡ tùy theo mình mua hàng bao nhiêu thôi. Ship code thì nó mắc hơn là ship thường. Bộ gì chị Khánh thôi. Ủa nãy em có lên phải áo không? Chân váy len nha. Chị Lan Kim Kim ok 40.000 cho em số điện thoại nha. Có là chị ở ráng chọn ra đủ đơn đi luôn nha. Lan Kim Kim nè. Chị đi hàng bên em rồi đúng không? Xem lại số đem lời kiếm lại. Rồi chân váy len nha. Chân váy len dài nè, dễ thương lắm. Chân váy len dài dễ thương lắm. Cái này mặc đi Đà Lạt y bà luôn. Rồi chân váy len dài nè, 65.000 nè. Thế nào lấy chốt cho em len dài 65.000, 55 chứ lại mặc vừa nè. Váy len dài 65.000 nè, chân váy này đẹp nhất nách luôn. Bộ em đang mặc 79.000, chị ơi lấy thì comment giùm em bộ mặc cộng số điện thoại 53 54 chứ lại mặc vừa nha. Váy len 65.000 quá đẹp luôn. Chị nào ốm ốm cao cao mặc váy này nhất nách luôn. Váy len 65.000 này. Rồi quần riêng nha, quần riêng size M có co giãn nha, 80k nè. Comment giùm em quần 80 nè. Size M 80.000, comment giùm em quần 80 nha. Nhật Trường đi làm về rồi sao vô đây coi live. Chân váy chốt cho chị Nguyễn Thùy Linh nè. M 80 nè. Quần size M 80k quá là yêu. Comment giùm em M80 nè. Chân váy len chị Jenny Mai sao mất tiêu rồi. M80 nha. Mệt. Ngậm kẹo trợ giúp. Bộ nha. Bộ này, bộ hồng nha. Bộ hồng nha. Bộ hồng 60k nè. Chị nào lấy comment giùm em bộ 60 nè. Quá dễ thương luôn. Bộ 60 quá dễ thương luôn nha. Bộ ca tay thái 60.000 nha. Chị nào lấy comment giùm em bộ 60 nè. Bộ 60 60k. Chậm hả? Bộ 60 nè. Bộ em chốt cho chị Tuyền Phim nè. Tuyền Kim ơi ráng chọn thêm nha. Vậy chị thoát ra vô lại đi. Bộ Mickey hả? Chưa, quên. Quên mất hơn rồi. Lên xét đẹp đi gái hả? Chờ chút xíu nghe. Like hơn, ráng like cho đủ đơn, chiều khỏi like ha. Khánh Thu lấy bộ em đang mặc ok nè. Ok chị. Chị Khánh Thu ơi, chọn thêm để đi đơn chị ơi. Em lấy bộ tím luôn nha. Bộ tím thì 70k nha Tiền Kim nha. Lấy thì ok dùm Trinh nha.
Bộ tím 70k nhá, này bộ tím là quần dài nhá, lấy thì ok dùm Trinh nha, 70.000 nha. Tiền kim lấy ok dùm Trinh nè. 70.000 bộ tím nè. Mấy bộ này hết rồi. Mấy bộ này quá đẹp luôn á. Mặc vô xem dễ thương. Lên xét bộ đi ok. Tiền kim 70k nè. Chờ tí mới chế đường hố nha. Ok. Set đinh size M nè. Set đinh size M nè. Ok, tốt, chốt cho Tuyền Kim rồi. Set đinh size M 75.000 nha. Set đinh đang mặc hình như hết rồi, để chúng tí chúng coi thử coi còn hay không nè. Nè, quá dễ thương luôn nha. Set đinh size M nha, 75.000. Chị nào lấy chốt hình trên M75 nè. M75 nha, 75.000 nha. Chốt hình trên M75 nè. Áo thun nè. M75 nha. Bộ em đang mặc hết rồi chị ơi. Bộ em đang mặc hết rồi nha. M75 nha. M75 75.000 nè. Chị nào lấy chốt giùm em mã M75 nha, 75.000 nha. Bộ trên đang mặc hết rồi nè. M75 75.000 nè. Khoác nha. Khoác đỏ nè. Đồ bộ hả Trinh không biết còn không nữa. Để Trinh coi thấy còn trên like nha. Nè áo khoác nha, này màu đỏ cam nha, khoác gió nè. Khoác gió màu đỏ cam nha, 69k chị nào lấy chốt trên mã 69 nè. 55 cái ở lại mặc vừa nè. Mã 69 69.000 nha. Mã 69 69.000 này màu đỏ cam nha. Tại vì ở trong đây á nó là giống như là do màu đỏ nó hơi lem như trong đây chút xíu nè. Gió chốt cho Phú Hồng Nguyễn nè. 69k nè. Phú Hồng Nguyễn tôi biết nè. Hello gì? Rồi chân váy nha. Chân váy size S nè, chân váy xuất ly size S nè, 45.000. Trời ơi, tin được không? Sỉ hả? Giờ hết sỉ rồi. Tại vài bữa về hàng Tết rồi mới có sỉ hả? Rồi nha, chân váy size S nè, 45.000 caro quá đẹp luôn. 45 nè. Comment trên S 45 nè. Quá đẹp luôn, 45.000. Size S 45, 45.000. Trời ơi, tin được không? 25k. Comment dùm trên 25 nè. 48kg vừa nha. Tất nhiên là đeo tin rồi. 25.000. Comment dùm em mã 25, 25.000 nè. Mã 25, 25.000 nè. Áo thun thái nè. Đẹp quá luôn á. Áo thun thái màu xanh nè, thun gucci nè. Bi hình phạm á, chị không biết ở trong set lộn xộn lắm, tí chị lên set em ở đây coi nhá. Rồi nha, 45.000 mà áo xanh nè. 50kg ở lại vừa, chị nào lấy thì comment giùm em xanh 40 nè. Chị Phương Nguyên số đôi bao nhiêu vậy ta? Em thấy nhiều nick Facebook Phương Nguyên quá. Chị ơi cho em cái số điện thoại số đôi giùm chị giùm em với. Xanh 45 nè, Phương Nguyên của em có mấy khách tên Phương Nguyên luôn. Nèo xanh cho like nhìn nè, ủa vẫn coi luôn hả? Lai nhìn nè, 45.000. Phương Nguyên cho em cái số đuôi chị. Ôi ôi cái yếm này còn nè, nãy mấy chị chọn quá trời không nhìn thấy. Bây giờ thì thấy nè. Yếm nha. Em coi size gì nè. Nãy mấy chị quá trời chị chọn luôn. Size S. Size S nè, S85 nha.
Set S85 quá dễ thương luôn. Set S85 này mấy chị ơi, quá dễ thương luôn nha. Nè, dễ thương cực kỳ luôn. Comment giùm em S85 nha. Size S85 ngàn này, yếm S này quá đẹp luôn nha. Cái yếm này rất là đẹp luôn. Yếm kaki này siêu dễ thương luôn. Có 85 ngàn à. Ra shop mua phải 200 mấy luôn. Hứa mấy chị luôn, ra shop mua set này phải 200 mấy chục ngàn. Nó không bao giờ có 85 ngàn nữa thôi. S85 nha. 45 ngàn chị ơi. S85 cho Thang Nguyên nè. Mua đồ để dành mặt Tết luôn Thang Nguyên ơi. Bé Hậu chỗ này nó đợi 2 triệu nó đi ra đủ Tết lên nè. Chị Phương Nguyên ơi, lên số cho em với. Nè còn set này nè, set đẹp lắm. Set sạc này mấy chị ơi, set sạc này. Quần đen này nè, mấy chị không thích quần trắng, thích quần đen nè. Size 31 nè. Size 31 nha, 70k nè. Comment giùm em set lin 70k nha. Ây xì luôn. Set lin 70k nè. Bà Thoa không phải đó. Set lin 70k size 31 nè. Đó, size 31 70 ngàn thôi nha. Quá rẻ luôn ha, rẻ như cho vậy đó. Comment giùm em set lin nè. Set lin nha, size 31 nè. Size 31 thì Phương Nguyên nãy là Phương Nguyên nào. Trời ơi khổ. Khổ tâm quá, nhiều Phương Nguyên quá. Set lên nè. Size 31 nha, 70 ngàn thôi. Chị nào lấy comment nhiều em set lên nha. Mai Nguyên. Chị còn áo khoác lên y hình sau lưng không ạ? Hết rồi baby ơi, khoác lên hết rồi nha. Rồi size S nè. Quần size M chứ lộn. Quần size M nha. Hello chị Hương, hello Hương Huân. Size M nè. Size M nè, 65 ngàn nè. Chị nào lấy comment thì em M65 nha. M65 quần jean Quảng Châu bao chất đẹp luôn. M65. Size M65 ngàn, chế nào lấy chốt thì em M65 nè, quần riêng quá đẹp luôn. Size M65, 65 ngàn. Không mà lầy nha bà Hưng. Có 2 triệu thôi mà Hưng bán thân vậy. 25 ngàn nha. Quần riêng 25 ngàn nè. Size S nè, 25 ngàn nè. Chế nào lấy chốt giùm em S25 nè. Mình hình có rồi nói nha. S25 nè. Mệt cái bà này quá đi. S25 nè, comment giùm em S25 nè. Nhắn tin hoài. S25 nha. Chị 59 ký mặc vừa không không chị ơi? Size L nha. Là nhìn mà size S hả? Mua cho ai hả? Không có size M chứ. Có size M 65 ngàn thôi kìa. Size L 70 ngàn nè. Size L 70 ngàn nha. Comment giùm em L70 nè. L70 nè. Không, bình thường mình ở nhà mình mặc size gì mình lấy size đó nha. L70. Comment như em L70 nè. Bé Hậu nó ở Sài Gòn á. L70. L70 nè. Chắc Hậu với lại Pha đáng chọn đơn 2 triệu đi. Chị cử anh Hưng ship cho hai đứa. L70 nha. Comment giùm em mã L70 nè. Rồi. À, áo thun Thái 45 ngàn nha. Comment cho em Thái đen nè. Thái đen nha.
Mệt quá đi. Thái đen 45.000. Mấy chị ơi, chiều em lên nhá, em xử lý cái đơn hàng này đã. 2 giờ lên lại nhá.